Từ xưa đến giờ thì em chưa có người yêu ạ. Có khi nào em nghĩ em sẽ yêu một anh chàng trong quân đội không? Dạ, thật ra môi trường làm việc của em thì hàng ngày đều tiếp xúc với những bác sĩ quân y. Dạ nên từ lâu ở trong em nó đã có một tình yêu rất to lớn đối với những bác sĩ quân y và những người lính. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi, mình giới thiệu về mình đi bạn. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể mọi người có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em tên là Hoàng Văn Lực ạ. Năm nay em 25 tuổi ạ. Quê em ở đâu? Em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa. Dạ. Em công tác ở đơn vị quân khí trực thuộc Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật, huyện Mang Giang, Gia Lai. Cụ thể công việc em làm là làm gì? Dạ, công việc cụ thể của em thì là sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị thuật để phục vụ sẵn sàng chiến đấu trong quân đội. À, rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh ạ. Chào, chị Cát Tường, chào bạn nam bên cạnh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Vi, năm nay em 23 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk và hiện tại em đang làm dược sĩ tại phòng khám đa khoa Tâm Bình An ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Vậy là cũng thuận lợi đó. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là người vui vẻ và hòa đồng ạ. Em biết nấu ăn và biết làm việc nhà. Ngoài ra thì em cũng rất thích ca hát nữa. Thôi bây giờ hát một đoạn cho nó có không khí chút xíu đi. Em xin gửi tới mọi người một đoạn của bài hát Chờ Người ạ. Rồi. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa, mà năm tháng đã dần qua. Em xin hết. Bạn gái cảm nhận giọng hát của bạn gái như thế nào? Bạn hát quá hay ạ. Quá hay, quá hả? Hay. Em hát đi, hát đáp lại đi. Ôi, em... Kể nó. Hồi nãy cái anh Huy đầu tiên hát hay lắm á. Vậy em hát bài Vì Nhân Dân Quên Mình ạ. Rồi. Được luôn. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Thôi được rồi. Bây giờ giới thiệu điểm yếu. Rồi, em gái. Còn nhược điểm của em là một người khá thẳng tính. Mọi người cũng nhận xét em là hơi khó tính đó. Nhưng mà em không thấy em khó tính. Mình đâu giờ mình thấy mình khó tính đâu. Rồi, còn bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là cái gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, làm việc rất là gọn gàng, sạch sẽ và rất là tỉ mỉ trong mọi công việc. Về điểm yếu của em thì em sống quá tình cảm, sống thiên về tình cảm là nhiều. Rồi chị hỏi em gái một câu, mới 23 tuổi thôi, xinh đẹp như vậy, nhưng mà tại sao lại cần nhờ tới chương trình mà muốn hẹn hò, tại sao lại ế? Từ xưa đến giờ thì em chưa có người yêu ạ. Trong chỗ em làm mà không có đối tượng nào sao? Dạ cũng có, nhưng mà môi trường em làm thì các anh nam rất là ít, hoa đã có chủ rất là nhiều rồi. Có khi nào em nghĩ em sẽ yêu một anh chàng trong quân đội không? Dạ chưa bao giờ. Em thích không? Thích quân đội không? Dạ thật ra môi trường làm việc của em thì hàng ngày đều tiếp xúc với những bác sĩ quân y. Dạ nên từ lâu ở trong em nó đã có một tình yêu rất là to lớn đối với những bác sĩ quân y và những người lính. À dạ. Vậy là cũng là một cái bén duyên cho mình rồi ha. Em trai nghe nói chưa có mối tình nào, ngồi cười chúm chím hoài nè. Bên kia làm sao? Tình trường như thế nào? Dạ em đã trải qua một mối tình nhưng mà cách đây rất là lâu rồi ạ. À, bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai mình như thế nào? Em muốn một người bạn trai phải cao trên 1m65. Bên kia cao nhiêu? Em 1m68. Rồi dư 3 phần. Em muốn bạn trai phải gọn gàng sạch sẽ ạ. Thôi, bộ đội gọn quá gọn, sạch luôn. Dạ. Yeah. Bạn trai sống phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình. Bộ đội là yên tâm vấn đề đó, còn gì khó hơn không? Em muốn bạn trai phải dễ thương một xí ạ. Dễ thương có à nha. Dễ thương là có nụ cười trúng chiếm là dễ thương lắm á. Có cái mẫu người lý tưởng gì không? Mẫu người lý tưởng thì em không có, nhưng mà mắt mũi miệng em muốn thì sao? Em muốn cái ấn tượng đầu tiên của em nhìn đó chị, phải gây cái ấn tượng cho em, phải làm cho em rung động. Kéo màn lên, cố gắng làm gì của em rung động nha. Khó quá, cái chung chung không biết thì sao để chị chỉ bên kia làm sao cho em rung động. Nhìn phải duyên, phải dễ thương. Cái duyên này nó hơi khó ha. Không có à nha, bên đây có duyên à. Vậy hả? Tôi nhìn tôi thấy tôi còn khoái được nữa chị cổ. Cười có duyên lắm, cười cái coi em trai cười coi gì mọi dưới cười không? Đó. Thấy chưa? Chị bên kia muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm người bạn gái chỉ cần yêu chân thật và biết đối nhân xử thế là được. Chứ em không quan trọng lắm về ngoại hình, dễ nhìn là được. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Cằn nhằn nhiều, không gọn gàng. Nhưng mà bạn gái bên kia rất là gọn gàng. Đúng rồi, bạn tại vì nêu. Thích bạn trai mình gọn gàng, đương nhiên mình phải gọn gàng, đúng không? Dạ, thế thôi. Thế thôi. Dạ.
Dạ, nếu mà yêu nhau bữa nay bấm nút hẹn hò mà được á thì em muốn khi nào mình mới tiến tới hôn nhân được? Khoảng 1 đến 2 năm nữa. Rồi bây giờ yêu xa thì em mong muốn là bao lâu thì ảnh phải gặp em hay thăm em hay như thế nào? Nói chung thì em cũng không cần là phải gặp nhau mỗi ngày. Nói chung là ảnh biết quan tâm và thương em thật lòng là em đồng ý rồi. Cười em cười. Sao chị? Duyên. Trời ơi, cười có duyên tôi biết mà. Sao hơi ốm vậy? Em ăn mãi mà không lớn đó. Mà có khỏe không? Quân chắc đội khỏe. Mà hỏi khỏe không? Bậy, ông hồi nãy ông cũng quân đội mà ông không có chơi thể thao kìa. Nhưng mà người ta vẫn khỏe. Không, nhiều khi ông ngồi trong trong phòng sửa máy móc không quân riết rồi. Quân đội là có rèn luyện thân thể, khỏe yên tâm đi. Không, rèn là lúc mới vô quân đội, giờ vô lâu rồi ngồi trong phòng sửa không giác yếu. Cây súng không nổi cũng không có sửa được đâu. Cái này giác súng nổi không mà sửa. Nổi chứ chị, ba người cũng nổi ạ. Gồng lên cho chị coi coi. Có chuột rồi, có chuột rồi ha. Con chuột nó nói ba lớn vậy luôn nè. Giờ hẳn mặt tôi cái coi, mặt tôi không dám nhìn sao dám nhìn mặt cô kia. Trẻ mà nó phải mắc cỡ chứ. Xấu hổ. Ủa trời, đi lên đây tìm bạn gái mà có gì đâu xấu hổ. Vợ về ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Chỗ nào thích hợp thì lập nghiệp. Ngon lành vậy đó hả? Dạ vâng. Duyên, ông này duyên nhìn nè. Nhìn con người ta hoài nó mắc cỡ. Không phải vậy đó, phải tôi trời luyện ơi. Rồi bao lâu đám cưới? Cô nó muốn 2 năm đó được không? 1 năm đến 2 năm. Tầm đấy cũng được ạ. Là mình là tính lập nghiệp trong này cũng được chứ không cần phải về Thanh Hóa. Dạ vâng. À, em có kinh doanh gì thêm không? Dạ không, em không kinh doanh ở ngoài. Sau này có định phát triển kinh tế như thế nào không? Thì nếu mà có điều kiện thì phải phát triển kinh tế chị. Về cái gì? Có định hướng gì chưa? Anh kia anh có cam hậu thuẫn chưa? Hồi mai bà hỏi căng quá. Trời ơi, phải hỏi chứ. Làm mình nhỏ sợ rồi ha. Hơi ốm một chút xíu, dạ. Chưa có người nuôi. Chàng gái ốm nhưng có duyên. Dạ. Đúng như em nói, nhìn gương mặt này là thấy cảm tình liền. Dạ. Có khi nào em nghĩ rằng em sẽ yêu một người gọi là ở xa thiệt xa không? Dạ chưa. Nó thú vị lắm. Dạ. Yêu một người ở xa, nó có cảnh chờ đợi, dạ, cảnh mong chờ, rồi cảnh khát khao, những khát vọng, những cái nhớ nhung đó, nó hay lắm em. Dạ. Thử lần đi. Dạ. Thế lâu lâu cái được gặp nhau có đúng đã. Đã yêu lắm. Dạ. Chưa yêu lần nào nên chưa biết đâu. Có khi nào anh xem phim tưởng tượng một cặp trai gái đang hôn nhau chưa? Dạ chưa. Có khi nào mình nghĩ mình sẽ hôn một chàng trai nào đó chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Dạ, chưa. Em thích con trai hay thích con gái? Em thích con trai ạ. Ừ, phải hỏi kỹ. Nhưng mà cô gái rất là xinh nha. Dạ. Em xinh lắm luôn á. Cảm ơn. Rồi thôi được rồi. Bây giờ hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay dạ, em đi với ai? Dạ em đi với anh chị và đồng nghiệp của em. Em chào Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là chị họ của Vi. Nhận xét về bạn trai thì hơi gầy, tầm cỡ 5 kg nữa được. Cho hỏi là mình có tính lập nghiệp ở Gia Lai luôn không? Ở đâu mà phù hợp và thích hợp với em thì em sẽ ở đấy. Chứ không nhất thiết phải về quê. Có ai có ý kiến gì nữa không? Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em đang công tác tại phòng khám đa khoa Tâm Bình An. Em là bác sĩ. Em nhận xét Vi là một người rất là thẳng tính. Còn đối với bạn trai thì em thấy bạn này thì rất là vui tính, thấy cũng dễ gần. Còn cơ hội mà để cho hai bạn mà tìm hiểu nhau, đó là tùy thuộc vào hai bạn. Hôm nay nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với đội trưởng và anh họ của em. Xin chào toàn thể các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Về nhận xét này, em gái ở trước. Lực ơi, em gái này 10 năm trước là anh ngồi ghế em là anh bấm rồi á. Còn về nhận xét bên phía đồng chí Lực. Đồng chí Lực là một cá nhân rất xuất sắc trong đội. Em tính em thích một người con trai là gọn gàng, sạch sẽ đúng không? Đồng chí Lực là ok, không vấn đề gì. Hy vọng là trong qua chương trình này thì hai em cho nhau một cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau có hết. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cho anh trai, anh họ. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Đánh giá về Lực là Lực là một người rất hiền, chịu khó. Nhưng mà nhát gan lắm. Nhát gan. Kỳ lắm à. Vâng, đánh giá về bạn gái bên đây là ok, tùy duyên hai người. Dạ, xin hết. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ là tới phiên hai bạn nha. Chúng ta sẽ có ít phút để trao đổi với nhau, cố gắng nha, tìm hiểu nhau nha. Kéo màn. Tặng em. Dạ, cảm ơn. Cười tươi lắm á, duyên lắm á, có má lúng đồng tiền kìa. Hai người cười nhau suốt luôn đi. Ai cười cũng xinh, ai cười cũng duyên hết trơn á. Lần đầu tiên nhìn thấy anh thì em cảm giác như thế nào? Là một người dễ gần ạ, và có lẽ là hiền. Dạ. Còn gì nữa? Dạ, mới thì chắc chỉ vậy thôi ạ. Dạ. Còn em thấy bạn gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Và cũng vui tính. Nụ cười thế nào? Duyên ạ. Ánh mắt thế nào? Ôi.
giống như tưởng tượng khi mà em đang nói chuyện qua bức màn hay không? Khi mà nghe giọng nói của em bên kia thì em đã biết là bạn ấy nhìn rất là hiền rồi. Hiền thật, nhìn cũng hiền, rất là hiền. Giả sử mà sau này chúng ta yêu nhau ấy, có thể em nghỉ em về Đắk Lắk, nhà Đắk Lắk anh nghỉ, nhưng mà anh có việc ở trong đơn vị anh không ra ngoài được. Thế em về em có lên thăm anh không? Cái này thì hơi khó, cái này thì anh phải xuống thăm em. Chứ tại vì thời gian em về gia đình 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng em mới về được một lần. Và thời gian em về chỉ được 2-3 ngày thôi, vậy nên em muốn dành thời gian gia đình nhiều hơn. Thì nếu anh quan tâm em thì anh phải xuống thăm em. Nếu mà yêu nhau thì anh sẽ tận dụng thời gian để xuống thăm em một cách nhiều nhất. Em thích hát và hay hát, hát hay như thế mà anh không biết hát thì em có thấy, em thấy như thế nào? Theo em thì cứ lưu ý được bù trừ thôi anh ạ. Nếu mà em hát hay thì em nghĩ sau này người chồng em chắc cũng hát không hay đâu. Nhưng mà em hát không hay vậy nên em hát hay là bằng nhau rồi. Anh muốn hai đứa cho nhau cơ hội để có thể tiếp tục tiến xa hơn. Cho cơ hội thì em phải chinh phục cô ấy. Sao chứ cô ấy tin là cô ấy sẽ bấm nút chứ? Thật ra thì khi nhìn thấy em thì anh rất là bối rối. Không biết nói gì, run. Anh quân nhân thì đương nhiên là anh rất trách nhiệm, nên em yên tâm, có thể yên tâm về nhiều thứ. Ít nhất phải nói được vậy. Anh mong em có thể tin tưởng anh. Xin hết ạ. Xin hết. Giống báo cáo quá. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với người thân, ông bà, cha mẹ của gia đình mình. Chúng ta không thể dối lòng được, không thể bấm nút vì bất cứ điều gì. Chúng tôi luôn luôn nhắc lại điều đó. Con tim mình rung động, thật sự mình muốn tiến tới, mình hẳn bấm nút. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 2 3 Hết thời gian. Lúc đã bấm. Chúc mừng hai bạn. Nào, nắm tay nhau. Chúng tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại là trái tim rung động hãy bấm nút. Như vậy là hai trái tim này đã có rung động với nhau. Lo cho mấy chàng trai này, sao mấy chàng trai rụt rè quá vậy không biết. Em hơn là em chốt được cái câu cuối, anh là quân đội, anh rất có trách nhiệm. Chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những chiếc vé xem phim của Cùm Rạp Cinebox 212 Lý Nhân Thắng. Đưa cô ấy xem phim đi để hiểu nhau nhiều hơn nha. Dạ, con tự nuôi bản thân và mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi, ngon lành thôi. Hết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá. Ưu điểm hiền, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, nhà gái mình giới thiệu về bản thân đi nào con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Huỳnh Như. Năm nay con 21 tuổi, con quê con ở Bến Tre. Con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang kinh doanh tại công ty Sanvion Hàn Quốc. Con làm quần mấy Quỳnh Như? Dạ, con làm ở Bình Thạnh chú. Bình Thạnh, dạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Quỳnh Như. Chào em. Xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Quý, năm nay 31 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do. Bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là con tự lập sớm, con hòa đồng, cởi mở, vui vẻ với mọi người. Con biết nấu ăn, con biết kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng đó con. Cô hỏi thiệt con nè, con kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con tự nuôi bản thân được chưa? Dạ, con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Trời, giỏi, 21 tuổi giỏi. Sao con giỏi dữ vậy? Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều không? Hừm hừm không? Dạ, khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi, ngon lành thôi. Chết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá à Linh. Một con bé xinh xắn, giỏi giang, hiếu thảo như thế này. Ê, lý do gì mà con lại có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nói cô nghe coi. Tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Con thích những người chững chạc, tâm lý một chút xíu.
Nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi. Nhưng mà những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con, cho nên là con không có thích được. Con không thích. Dạ. Và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người đúng như là con mong muốn, đúng không? Dạ. Bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Em thì có một số ưu điểm, cũng đi kèm là một số cái nhược điểm. Ưu điểm hiền, rất là chịu khó, lắng nghe, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Và hôm nay tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng. Em có thể nhờ anh Quyền Linh nhờ ăn hay nhờ mời bên kia? Dạ, có thể là Quyền Linh dùng thử bên kia. Nói nghe nè, mời có bên đó mà không mời bên đây á là mệt mỏi đó nghe. Dạ, có. Có. Cắt sẵn, không có cắt sẵn. Trời ơi, cái gì, bình tĩnh đi. Nhà gái làm trước đi. Hôm nay tôi chạnh lắm á, bên nhà gái tôi bên đây là vô địch. Trời ơi, xinh quá vậy trời. Ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ăn ấy đi, ha. Ăn bánh đi nhà gái coi đưa, sao. Chị đưa cho Quỳnh Như nghe. Ăn thử chị thay đi. Mặt em đây. Đúng rồi. Con thử đi con. Dạ, con cảm ơn cô. Con cắn thử miếng coi. Rồi cô Hồng Vân thử miếng coi nào. Ngon lắm. Nghe cái hương vị là thấy ngon rồi. Tuyệt vời. Chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này. Ông ăn chưa? Chưa. Ông ăn một miếng đi đã rồi nói chuyện với tôi. Ông ăn đi. Ừ, ngon lắm, ăn thử đi. Quá thơm, quá béo, quá ngậy. Nói nghe nè, để bên đây đi. Phải để bên đây con ơi, chứ bên ông lấy hết á nghe. Dạ. Cái này là ảnh tặng cho con, hiểu chưa? Dạ. Đau lòng. Phải nói là con dễ thương. Dạ, con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Gương mặt con nó không phải là xuất sắc như thế. Dạ. Nhưng thật sự là nó hơi giống mà rất là xinh luôn. Mấy mối tình này. Dạ, con cũng có một vài mối tình. Hoài rồi đó hả? Dạ. Mối dài nhất là bao lâu con? Khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Sao chia tay vậy? Tại vì khi mà quen nhau á, cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá mà không có ai nhường nhịn ai hết, cho nên là dừng lại, quyết định dừng lại. Phải cá tính mạnh quá. Thôi được rồi. Con chỉ có bên đây mới chiều con nổi thôi. Nè, dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, 3 mối tình. 3 rồi hả? Bên kia một dài, bên đây 3. Mối dài nhất là... Hơn một thập niên mà... 3 năm. 3 năm hơn một chút. 3 năm. 3 năm hơn. Dạ. Sao chia tay? Dạ, vì hồi đó còn trẻ, còn trong hoàn cảnh gia đình về vấn đề tiền bạc không có được phù hợp với nhau. Nên cô ấy đi lấy chồng Đài Loan rồi. Trời ơi, thấy thương không? Thôi được rồi. Bữa nay gặp nhà gái bên kia rất là dễ thương, xinh xắn nha. Con đặt vấn đề luôn, con mong muốn cái người bạn trai của con là sao nè? Con không có yêu cầu cao về ngoại hình, ưa nhìn một chút xíu là được. Cao khoảng 1m7 trở lên. Có. Không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có. Có luôn. Tâm lý. Và chiều chuộng con ơi. Rồi biết nấu ăn, biết làm bánh con có thích không? Dạ thích, con cũng biết thích nấu ăn. Phải thích, trời ơi, chồng mà biết nấu ăn ha, biết chiều mình ha, mà nấu cho mình là số 1, tìm không có dễ đâu, con hiểu chưa? Dạ. Rồi bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em chỉ muốn người bạn gái của em, cô ấy thì chính là cô ấy thôi, không cần phải giống ai hết. Tại vì nãy ông lòi ra người ta giống Phạm Băng Băng rồi, giờ còn mong cái gì nữa? Ông Linh thiệt tình á. Tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với lại chị, với lại đồng nghiệp của con. Con gửi lại lời chào với chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thực sự mà nói á, thì những cái mà bạn Quỳnh Như có thì con nghĩ là bạn trai nào cũng sẽ thích. Nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được. Nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự á, thì như thế nào? Đàn ông thật sự theo quan điểm của mình là phải ngoài công việc xã hội ra còn phải biết phụ giúp vợ, phụ giúp gia đình. Ngoài ra thì mình cũng phải có một số cái gì gọi là tươi mới, lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà Quỳnh Như muốn tìm kiếm. Em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau. Dạ, em cảm ơn ạ. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với nhóm ế đoàn kết của em. Nhóm ế đoàn kết, trời ơi. Là những người độc thân chơi chung với nhau. Xin chào anh cô Linh và chị Hồng Vân, chào em gái. Chào các quý vị khán giả đang xem chương trình Vẫn Muốn Này Nọ. Hôm nay đi với Quý thì có trong cái nhóm là Hành Trình Kết Nối. Một cái group này thì được là trên 3.000 người.
Thì tụi em đến đây là ủng hộ Quý. Thì hôm nay tới đây thì em thấy bạn gái này thì trên cả tuyệt vời. Nói chung là về tất cả những cái công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy là bạn gái này là rất dễ thương. Và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình. Thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái hạnh phúc lâu dài. Anh xin hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Đúng rồi. Mở rào. Anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em. Dạ. Em cũng có món quà như vậy đó. Cái này là cái tai nghe. Anh nghĩ là em sẽ là một cô gái năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc. Anh hy vọng là lúc nào mà em nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Rồi Huy mở cái cũng như radio coi tặng gì nè. Cái này là một hộp quà handmade em tự làm. Đó cái gì vậy Như? Cái đó cái gì vậy Như? Dạ một cái hộp không thôi cô. Thì nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm của tụi con. anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây. Con ơi, mấy cái đó là chỉ có bỏ hộp xoàn được thôi. Con, cái hộp nó nhỏ lắm con. Rồi, các bạn về chỗ đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm nhận gì về anh? Em có cảm giác là anh cũng khá là hiền. Anh thì anh thấy quả thật anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân tuyệt vời. Quá đẹp trời đẹp gái luôn. Cảm ơn anh. Nhưng mà thật sự là anh rất là nhát gái. Thiệt. Anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người, mấy trăm người anh vẫn có thể anh nói được. Nhưng mà tự nhiên người đẹp tự nhiên thấy nó yếu lòng. Em ở Bình Thạnh hả? Dạ em ở Bình Thạnh. Không sao, anh ở Bình Tân nó cũng xa nhưng mà khoảng cách nó không là vấn đề đó với anh. Không, nó cũng bình thôi, không có xa đâu. Cũng như là tuổi tác anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh. Quan trọng là mình hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào. Dạ. Nó tiến tới đâu. Dạ. Anh rất hy vọng vào cái lần gặp mặt lần này. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em thì em thích một người con gái 50% của công việc và 50% của gia đình. Rồi anh lại cũng muốn là em là chính em thôi. Anh khai thật luôn. Tại vì anh ở có một mình à. Dạ. Nên nhà cửa dọn dẹp nó hơi bệ bộn. Cái đó có gì nếu em không ưng thì anh sửa sao. Em đừng giận anh cái vụ đó. Cái đó dạ. Tội nghiệp anh. Dạ. Em có thích động vật không? Dạ có. Em thích chó mèo. Chó hả? Dạ. Đúng rồi đó. Anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Còn em thì sao? Dạ do em ở chung cư á cho nên là em không có nuôi được thú cưng. Nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều. Em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không? Để anh có gì anh sẽ cố gắng. Hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi. Với lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh lùi về sau để mà làm nội trợ. Thì em không làm được việc đó. Tại vì sở thích của em là em rất là thích kinh doanh, em rất là thích kiếm tiền. Cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được. Nếu em không là một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh. Tại vì công việc của anh nó không có vô một cái khuôn khổ nào hết. Dạ. Anh có thể đi làm sáng, sớm, tối hay là tối hay là chiều tối anh có thể về. Em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm. Em cứ về, em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì để anh phục vụ cho. Em dự định khoảng chừng nào thì em có thể lập gia đình? Lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì rồi. Em sẽ lập gia đình. Chắc nói 9 năm nữa quá. Không sao, cái vấn đề đó thì đồng ý thôi. Tại vì em cũng còn trẻ mà. Còn về cá nhân anh thì anh đầy đủ hết rồi. Anh có thể ngay bây giờ và thậm chí là 1 năm. Nhưng mà đừng có lâu quá. Anh không thích 2, 3, 4 năm gì. Nó dài, nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi. Dạ. Tầm 1 năm là vừa. Dạ. Rồi quản lý kinh tế thế nào nữa vậy? Về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi. Tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen. Nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng. Dạ. Em có hiểu quỹ hồng của anh không? Dạ hiểu. Ok, vậy tốt rồi.
Tao giải thích đi cho anh ta hiểu, tôi còn không hiểu. Quỹ hồng là cái gì đó? À, quỹ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm những cái gì đó nó không có tốt đẹp, nó không có vui vẻ. Còn cái quỹ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng, mỗi người đều có một cái đồng tiền ra vô ra vô. Tuy là cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ, nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách em đến đấy luôn, thì nó không có phải xin em hay là không có phải cái gì hết. Xoay sở đó, đúng rồi, dạ. Cái đó là quỹ hồng. Hai đứa đến với nhau nắm tay nhau để truyền cảm xúc cho nhau, mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau, rồi nhìn nhau có thể hát tặng nhau một bài nào đó, mình cảm xúc thế nào với người đối diện hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt. Em hát được nhưng mà em phải nhờ điện thoại được không anh? Được. Anh hát nha. Dạ. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này gió lạnh, nơi đây mùa đông là ngày ta xung vầy, con tim hao gầy, tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là em thì ai, để anh đưa em về. Là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé, baby. Rồi em nói một câu gì chân thành nhất với, nhìn, với Phạm Băng Băng Việt Nam đi. Anh chỉ biết mười mấy năm rồi ế quá trời đất, nay tự nhiên có một cô gái đẹp. Anh hy vọng là em sẽ bấm nút. Rồi, trở về ghế ngồi. Còn bấm nút hay không là quyền của cô ấy. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, Huy nó mừng quá, muốn xỉu luôn kìa. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay đi nào. Cảm nhận thế nào? Đây. Dạ, nóng trong người. Thấy trái tim mình nó sao? Dạ, đang đập rất là mạnh. Bây giờ bạn trai làm một cái thủ tục hôn vào một bên má của bạn gái. Dạ. Em cho phép anh hôn lên đôi má em nha. Dạ. Nhược điểm của em là hơi bừa bộn. Thì tính em lười thì em mong có ai thúc như là giữ là dễ như là được anh. Tại vì con người thì trước sau ai cũng chảy xệ hết. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời anh ngồi. Bây giờ hai người đã ngồi ở sân khấu rồi, chúng ta bắt đầu thoải mái cởi mở để trao đổi với nhau ha. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Thanh Tuyền, năm nay em được 27 tuổi. Em hiện tại là chuyên viên điều phối lớp học của tập đoàn TTC. Ừ, quê em ở đâu? Dạ, em quê ở Quảng Ngãi chị. Rồi, mời bạn nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả các bạn khán giả. Em tên là Lê Bảo Ngọc. 29 tuổi. Tên giống tên gái vậy. Yeah. Ai cũng nói vậy chị. Hiện là nhân viên văn phòng tại trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cụ thể bạn làm gì? Dạ là những công việc hành chính. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi. Bạn quê ở đâu? Dạ em cũng quê ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi luôn. Quảng Ngãi luôn. Dạ, đúng rồi. Đồng hương. Bạn từ Quảng Ngãi đến thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào đây từ hồi 6 tháng tuổi. Nhà vợ đi lâu rồi đúng không? Dạ. Còn bạn gái vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây được tính đến nay năm thứ 9 rồi anh. Thì ở lâu rồi ha. Dạ. Ưu điểm nhược điểm của bạn là gì? Nhược điểm của em là hơi bừa bộn. Khi để đồ đạc thường hay để lung tung rồi sau đó lại tìm không ra. Tính tình nó hơi nắng mưa một chút xíu. Nếu như mà ai đó không quen thì có thể sẽ là không chịu được cái tính của em. Rồi. Dạ. Ưu điểm? Em thấy là mình có hát cũng được, vui vẻ, hòa đồng, dễ kết bạn, dễ bao dung như người khác và có sự cảm thông với mọi người. Rồi. Dạ. Bây giờ trước tiên là hãy tặng cho quý vị khán giả một bài hát nào đó mà bạn yêu thích. Dạ. Đi bên em chiều trên lối vắng, phút xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phút xa ngỡ như thật gần.
câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ. Mơ về một ngày có mưa em đêm. Hay quá. Hay, rất là ngọt ngào. Nào, Hằng Nam cảm nhận như thế nào? Em ơi suốt đêm thao thức vì em. Vì lời ra từ lúc anh ra về, cầu mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời ta luôn có đôi. Trời ơi. Dạ. Quay lại rung rung vậy. Dạ, rung quá quay lại. Làm trung tâm nhạc nhẹ sao rung vậy? Dạ, em làm hậu trường thì chứ không có là hậu trường cũng phải gọi là nghe đấy phải thẩm thấu chứ. Bên kia nói về ưu điểm khuyết điểm mà bạn nói ưu điểm khuyết điểm mình luôn đi cho bên kia. Dạ, tính em cũng vui vẻ. Nam mà em cũng biết làm việc nhà, cũng biết nấu nướng. Cái nhược điểm của em á là hơi lười. Biết mà dù biết làm nhưng mà không phải có ai thúc cái mới làm được. Bên thì bê bối, bên thì lười. Cái cặp là lấy nhau không biết cái nhà nó thành cái gì rồi nha. Rồi bạn gái ơi. Dạ. Bây giờ anh hỏi em muốn tìm người yêu của mình như thế nào em? Tại vì em thì chiều cao nó cũng hơi bị khiêm tốn. Như em 1m5 thì cả ảnh cỡ 1m6, 1m65 tới đây là được rồi anh. Được không? Dạ được, em 1m68 lận. 68 được. Tiếp. Gì nữa? Em không thích ở bạn nam là cái tính gia trưởng, hút thuốc. Tại vì từ nhỏ là em ở nhà là ba em không có hút thuốc nên thì nó đã quen cái môi trường như vậy đó anh. Trai có hút thuốc không? Dạ, dạ không chị ơi. Có gia trưởng không? Dạ không. Không luôn. Rồi còn gì nữa em? Ngoại hình có yêu cầu gì ngoài chiều cao không? Tóc tai gì tóc được tai, không? Tóc tai, mày, mũi, mắt, miệng, đồ này kia. Dạ nói chung là dễ như là được anh. Tại vì con người thì trước sau ai cũng chảy xệ hết. Nên là tính cách nó là quan trọng. Có nghĩa là không quan cần, quan trọng bên ngoài. Dạ. Như anh hỏi em á, thích tóc dài hay tóc ngắn á? Tóc ngắn à. Nhiều tóc hay ít tóc? Dạ đừng có hối là được rồi. Bên đây hỏi vậy là tôi hiểu rồi. Bên đây trả lời vậy tôi thấy xong luôn. Thôi được rồi, thôi để tự hồi hồi quyết định. Trai thích người bạn gái như thế nào? Cao chắc cỡ 1m6, tóc dài. Có luôn. Anh hơi ít thì anh muốn nó bù trừ. Người có cá tính chút, hơi dữ. Trời ơi, nó dữ vậy? Luôn. Dạ thì tính em lười thì mong có ai thúc như là à, dữ là dạ, dữ là lạ ta, muốn vợ dữ ta. Có đặt ra cái chuẩn mặt giống mẫu người giống ai không? Em quan trọng tính cách thôi. Còn cái ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi. Nó quan trọng tính cách thôi, tại sao lại không thích hói? Tại vì cái mắt mới gì tao hói không thích. Hói ít thì được chứ còn hói nhiều quá. Hói ít thì được đúng không? Hói nhiều quá thì cũng... Đây hói có chút xíu à. Dạ em chào chị. Hói có một chỗ thôi. Thôi mình cũng hiểu được ha. Không thì đây nhà nước tao quy hoạch sân bay đến tầng nhà cho nên chịu thôi. Tao quy hoạch vậy đâu phải chịu thôi chứ. Ủa mà hồi nãy em nói em nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi. À? Dạ. Sao nhìn già quá vậy? Có vậy? Đâu có già gì đâu. Ai nói em già không? Dạ có nhiều. Có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ dạ chưa. Chết rồi, tên Bảo Ngọc làm bếp giỏi chưa có mối tình nào. Chắc duyên ngầm. Thích phụ nữ hay thích đàn ông? Dạ thích gái. Chắc không? Dạ chắc. Hồi đó em thích cô nào chưa? Dạ có, coi như tình đơn phương. Ê khoan khoan, em có mối tình nào chưa? Dạ có, được một mối tình làm vốn rồi chị. À, có hung rồi phải không? Dạ có. Chị ảnh hung nha. Ha. Dạ, dạ em sẽ train đi ảnh một khóa. Ừ. Em chào Nguyên lên. Chào em. Tôi lo lắng quá. Thí dụ như em thấy một người hói thì em cảm nhận sao? Em nhớ tới ba em. Ủa ba em hói hả? Dạ ba em hói. Vậy tại sao không thích người hói? Không hiểu. Vậy là được rồi. Ba em hói thì em phải thích người hói chứ. Dạ không, ba em tại vì già mới hói, còn lúc trẻ em nhiều tóc. Thì bây giờ ảnh lúc trẻ anh hói, em mốt già anh mọc tóc. Ừ. Có cái chuyện hói bình thường đi. Nói chung anh này dễ thương. Bỏ cái bế đó qua một bên đi. Bỏ cái bế hói đi nha. Cố gắng ha. Em sẽ suy nghĩ. Nhớ suy nghĩ cho kỹ nha. Dạ dạ. Mình đi hôm nay bạn gái đi, có ai đi theo không? Dạ em báo cáo chị Cát Tường với Nguyên Linh là hôm nay em đi đến với đội hình cũng tương đối hùng hậu. Là có cô ruột em ruột của em họ của em, bạn bè thân từ cấp 2 của em và bạn bè thân từ đại học của em. Trời ơi. Trời ơi, nguyên một đại đội luôn. 500 anh em đâu đưa tay lên rồi. Quá dữ. Rồi bây giờ mình kính lão đắc thọ, mình phải gặp cô ruột trước đúng không? Dạ chào cô. À, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì theo như cô nhận xét á bé Tiền, thì anh này là ảnh hợp với tính của con á. Tại vì ảnh hơi ít tóc một tí thôi. Con thì cái tính con hơi con nít, mà anh này thì có vẻ chín chắn, đỡ đùm cho con được. Con là cái tính con hơi bừa bộn, mà anh này thì ảnh thích làm nhưng mà ảnh hơi làm biếng. Thì con là có động lực là con la bự lên là ảnh sẽ làm, thì con sẽ nhẹ nhàng cho con rồi đó. Cô thấy được rồi đó. Và cô duyệt.
Duyệt. Cô Duyệt rồi đó. Tốt rồi, dạ. Cảm ơn. Cho bạn của con góp ý một tí nữa dạ. Đi. Thì Tuyền theo mình nhận thấy là về ngoại hình thì nói chung là nhìn được cái gu âm nhạc của bạn, thì cái công việc của anh này là hai người hợp á. Một người làm bên hậu trường âm nhạc, một người là thích hát hò. Rồi, cảm ơn đội ngũ của nhà mình trời nha. Có thể nói gì với cô đi. Hứa với cô đi. Hứa với cô gì kìa, dạ. Cô hứa với cô gì đi. Hứa thật nhiều đi. Nếu mà quen nhau thì sẽ cưới. Dạ, để chăm sóc em nó chu đáo. Rồi. Dạ, cảm ơn cô. Bên nay bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với lại em ruột em với lại ba người bạn thân. Dạ, xin kính chào anh Quyền Linh và em chị Cát Tường. Dạ, em ruột. Em ruột nhiều quá. Sao nhiều tóc luôn, kia cho anh bớt miếng đi trời. Ngày chặt lại lỗi định mệnh. Rồi, cảm nhận bạn kia thế nào em? Nãy như anh Quyền Linh có nói thì anh thì em của làm thì cũng rất là tốt, nhưng mà bị cái hơi lười biếng. Nãy chị cũng chia sẻ là chị không có được ngăn nắp cho lắm. Hai người quen nhau tiến tới hôn nhân thì hy vọng có thể là hai người sẽ cùng nhau là sửa những cái khuyết điểm đó để mà chung sống với nhau được. Với lại chị cũng là đồng hương cho nên nhà em cũng rất là việc chị. Cảm ơn em. Hy vọng là cái tóc tai nó không ảnh hưởng tới tình cảm của hai bạn. Dễ thương quá. Xin lỗi em nha. Dạ, không sao rồi. Phù phù chút xíu thôi. Cảm ơn. Quá thà. Chào em. Em có mấy bạn. Cảm nhận thấy ảnh sao? Thì đúng là cũng hơi ít chút. Nhưng mà em thấy mặt ảnh khá là hiền. Dễ thương. Dạ, nói chung là có cảm tình ngay từ lần đầu gặp. Hay quá. Dạ. Rồi, dễ dán luôn, không sợ dán luôn. Anh thấy em rất dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Em hồi nãy em có nghe anh nói là anh còn một người bạn gái cao 1m6. Nhưng mà em thì nói thẳng ra là chỉ có 1m49 thôi. Nghe là tròn 1m50 thì không biết nó có ảnh hưởng gì không anh? Mốt mang hút lên cho cao. Trong nhà hát đó là tiếp xúc với nhiều người đẹp lắm, ca sĩ rồi các phụ nữ đẹp, em có ghen không? Nếu mà chỉ là vì hợp tác trong công việc thì cái đó không thành vấn đề. Nếu như mà có một cái le lói, một cái biểu hiện gì đó thì em sẽ hành động. Bây giờ anh làm trong nhà hát bao lâu, bao nhiêu lâu rồi mà có le lói gì đâu? Mà anh càng ngày càng leo lét. Yên tâm đi. Mà nếu bạn gái đồng ý bấm nút á, bằng tổ chức hẹn hò đâu cho lãng mạn. Em gái có thích lãng mạn không? Có. Đấy, bữa đầu tiên chắc đi cà phê, kiểu cà phê bờ sông. Có bơi không? Dạ, dạ không. Mình nói chuyện với nhau. Vậy đâu lãng mạn. Em phải mời bạn gái tới rồi sông nào có cá thiệt nhiều ha. Rồi ngồi rắc thính với cá, với ăn vừa nói chuyện này kia. Trời ơi, đã lắm. Thôi được rồi, vậy đi. Để tay bấm, bấm đi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Không thể bấm để uống cà phê chơi vui, bấm để tiến đến hôn nhân đấy. 1 2. Ba. Hết thời gian. Được. Nắm tay nhau trước đi. Bạn chưa yêu lần nào nha. Chưa nắm tay lần nào luôn. Chưa nắm tay lần nào luôn. Chưa. Nắm tay thấy sao? Khó tả lắm anh. Nào, bây giờ là hung nè nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Để nguyên. Nụ hôn đầu tiên thấy sao? Không biết diễn tả sao. Hồi đó năm nhất là em có quen một anh, thế là chia tay và ế tới bây giờ á. Mình nói được mấy mối tình? Chắc cũng bộn mà. Em đã trải qua 3 mối tình. Thấy chưa? Mời bạn Nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào bạn. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương bên kia nghe. Em tên là Nguyễn Đức Mạnh, năm nay 29 tuổi. Công việc của em là kỹ sư cơ khí. Nguyên quán em thì ở Hà Nam. Em sinh ra thì ở Yên Bái. Hộ khẩu thì đang ở Đắk Lắk. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn gái. Em tên là Nguyễn Thị Thúy, 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên ạ. Quê em thì ở Hà Tĩnh, còn hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia đỡ rối hơn bên đây lọc vào lọc. Bên đây có 2 chỗ, bên đó tới 4 chỗ. Dạ, em dạy bên giáo dục thể chất. À, vậy dạ. Mình cũng rất là xinh xắn, theo như chị Tường nhận xét là quá xinh luôn á. Đúng không quý vị?
À, vậy thì tại sao mình phải cần nhờ đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nè? Dạ, em đầu tư cho công việc cũng nhiều, thời gian em đi chơi cũng ít. Em dạy bên cái khối mầm non với tiểu học á, thì giáo viên nữ nhiều hơn giáo viên nam ạ. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đó năm nhất là em có quen một anh, thì cũng quen được hơn một năm. Sau thì cái thời sinh viên thì cũng hay cãi nhau này kia, rồi sau là chia tay và ế tới bây giờ á. Thôi, mối tình nó cũng xa xôi rồi ha. Bây giờ là mình muốn có một cái gì mới rồi mình tiến tới hôn nhân luôn. Dạ đúng rồi ạ. Mình giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh và điểm yếu. Dạ, bạn bè hay nhờ em làm chuyên gia tư vấn về tình cảm, rồi là những cái khó khăn này của bé thì làm rất là tốt. Trời ơi. Nhưng mà chuyện của mình thì em làm không tốt. Có kinh nghiệm gì không mà chia sẻ tư vấn cho người ta? Mới có một mối tình đầu có chút xíu mà là nhân viên tư vấn tình yêu. Mình nói được mấy mối tình? Chắc cũng bộn mà. Là em đã trải qua ba mối tình. Thấy chưa? Ba mối tình rồi. Và mối tình cuối cùng của em là cách đây cũng 2 năm rồi. Bạn ơi, mình có cần tư vấn gì về tình yêu không? Ba mối tình của bạn ơi, mình có rút ra những cái kinh nghiệm gì mà mình chưa có giải quyết được không? Mình cần chuyên viên tư vấn không bạn? Dạ chắc cần đó chị ơi. Bằng tư vấn gì bạn hỏi thử đi, bên đây ta tư vấn cho. Hỏi bên kia đi. Theo bạn nữa thì tình yêu là quan trọng nhất là điều gì ạ? Dạ theo mình thì quan trọng nhất là cái niềm tin của hai người dành cho nhau ạ. Dạ ok. Bây giờ mình ế quá, mình muốn tư vấn cho con yêu, hỏi bạn đi làm gì? Dạ đúng rồi, nếu mà bây giờ mình đang rất ế và mình đang rất đang muốn tìm một nửa của mình á, thì bạn có thể tư vấn cho mình cách nào nhanh nhất để tìm được một nửa của mình không? Đúng rồi. Cách nhanh nhất là làm sao bạn làm cho mình đặt niềm tin nhiều nhất vào bạn. Nếu có cơ hội cho mình với bạn hẹn hò thì mình sẽ chứng minh điều đó. Hay quá. Vậy bạn trai có điểm mạnh và điểm yếu gì nè? Dạ điểm mạnh của em là em sống tự lập từ nhỏ, công việc gia đình em làm được hết. Đó ăn giặt giũ rồi. Giặt giũ quần áo là từ bé giờ là quần áo là tự em giặt luôn. Wow. Rồi giặt đồ cho vợ được không? Bình thường thì đồ của ai lên tự giặt thì nó ok. Trời ơi, ở chung trong nhà mà đồ ai nó giặt thì tốn xà bông, tốn nước 2 lần nữa bạn. À, nhưng mà khi nào mà vợ mà mệt, đi làm mệt hay là bệnh á thì em có thể là giặt đồ cho vợ được. Bạn nữ mình có nội trợ bếp núc gì không? Dạ em có biết nhưng mà làm không có được giỏi chị. Cứ về từ từ hai vợ chồng trao đổi kinh nghiệm. Dạ. Em thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Dạ em thích mẫu người là tầm cao 1m7, không hút thuốc. Không biết bạn nam bên đó còn hút thuốc không ạ? Không không bạn ơi. Bạn cao được mét mấy? Em cao mét 75 chứ 10. 65? Dạ. Vậy là thua rồi. Và em thích một người đàn ông là biết quan tâm, chia sẻ gia đình, tôn trọng người phụ nữ của mình cũng như là gia đình của người phụ nữ. Ok đó em, ok chị ơi. Rồi. Còn em muốn người bạn gái như thế nào? Em muốn một người bạn gái là hiền lành, lấy phép với người lớn, biết cách cư xử và trung tình. Cái lý lịch cách ngang của bạn lòng vòng tới 4 tỉnh lận bây giờ, nếu mà lấy nhau thì mình ở đâu nè? Thành phố Hồ Chí Minh chị ơi. Có chỗ ở chưa? Là có rồi chị. Ở đâu? Có ông chủ nhà xây cho em phòng ạ. Không, nhưng mà mình bây giờ cũng 29-30 tuổi rồi, mình phải tính an cư mới lạc nghiệp được chứ bạn. Dạ, cái đó thì chờ sau 4 dưới thì có thể là em biết. Hả? Sâu số đó. Trời đất ơi, đất khách nố tôi nữa ha. Kích hoạt não tôi nữa ha. Vậy còn được, hiểu. Được, cũng được. Chờ 4 giờ rưỡi phải không? Còn giờ em chờ anh qua, coi sao dịch dạ, báo dạ. Liền luôn. Dạ. Tôi không gả. Sao? Tôi không gả, không đủ chuyện cao, về đi. Chị thương. Không có chiều cao nhưng quan trọng cao cái đầu được rồi. Ủa sao cần chiều cao gì vậy? Dạ tại em cũng được 1m6 rồi. Thì chiều cao hơn 5 thân rồi. Đâu cần tới 1m7 như vậy. Đây tao mang giày tất 2 lắm. Bên kia nửa mang giày cũng cao vậy. Đàn hai bên kia bà dạ. Biết nấu nướng đầy đủ giặt giũ này kia xong hết rồi. Dạ. Mình còn yêu cầu gì nữa không? Đám cưới đám hỏi phải cần bao nhiêu tiền hay là cần lo cho mình không? Đúng rồi nói luôn đi em, mình có giá chứ, mình đàn gái dạ. Mình ngon mà. Thì, em muốn người đàn ông nếu như mà sau này của em á tin tưởng người vợ của mình thì có thể là tài chính hay là cái gì cũng giao cho vợ hết. Giao vợ hết hả? Được không em, giao vợ hết được không? Dạ, được anh. Được. Rồi yêu cầu gì nữa? Đi đêm bắt về mấy giờ, hàng tuần phải là có nhà mấy ngày? Dạ về đêm quá thì báo cáo lại cho vợ là đi đâu về. Có quyền tắt điện thoại hay không? Nếu mà cần thiết quá tắt sau về giải thích sau mà hợp lý thì ok. Sao đúng dễ rồi, tính vậy? Bình thường, chúng ta có chuyện ta phải tắt rồi sao? Chuyện gì? Ví dụ chuyện gì mà tắt? Thí dụ giờ họp không lẽ chỉ tắt chuông thôi chứ làm gì tắt điện thoại? Tắt luôn. Rủ vô nó nhiễu sống rồi sao? Không nhưng mà giờ giấc thì em phải nắm. Ví dụ làm việc tới mấy giờ thì phải chia sẻ cái đó cho vợ. Em có cầm điện thoại của người bạn mình soi mói coi kiểm tra không? Dạ chắc là không rồi, mấy cái này nó nhạy cảm lắm. Dạ. Nói chung là người này cũng dễ giải lắm em. Dạ. Vấn đề chị là em á là không có kiểm tra. Không có kiểm tra, không có kiểm tra trực báo tiếp nhưng thôi. Mà mình phải lén mình kiểm tra. Dạ. Trời ơi tin đàn ông là bán luôn giống cho cưng. Cô giáo dễ thương có điều gì. Dạ. Cần nhắn nhủ chị trước khi chị qua coi mặt không? Dạ chị xe giùm em có hói chị. Hello. Ôi em chào chị Cát Tường. Cát Tường xinh quá. Trước mắt là không, sau mắt là chưa biết nha.
đừng có gì, đừng có hỏi. Hỏi hả? Dạ em không hỏi vậy. Yên tâm là có mắt he, biên uống ngừa ngăn ngừa rụng tóc. Dạ. Có cái điều nào mình không thích ở phụ nữ không? Dạ không thích phụ nữ là lăng nhăng. Mấy người đẹp ta cũng hay lăng nhăng lắm. Không có đâu. Ta không có cố tình nhưng mà nhiều khi xung quanh ta nhiều người đeo đuổi quá, nhiều khi nó lung lay, lung lay xíu thôi. Lăng nhăng là đôi khi chỉ dùng cho một vài người đàn ông, không có dùng cho phụ nữ được. Người ta phụ nữ chung thủy lắm. Tức là người phụ nữ ở ngoài xã hội làm công việc gì thì không biết, nhưng mà khi về gia đình thì hãy là người vợ của gia đình. Nhưng mà bây giờ vợ đẹp quá ra đường nhiều người đàn ông dòm ngó vợ mình, không có lăng nhăng. Dạ khi mà mình quen nhau thì mình tin tưởng thì đặt niềm tin thôi thì ok chị. Chắc tin không? Dạ, có ghen không? Dạ em cũng có ghen nhưng mà ít thôi chị. Có lục bóp phụ nữ kiểm tra không? Dạ không chị. Lục điện thoại? Dạ không ạ. Chắc không? Chắc ạ. Chứ nhiều anh thấy bây giờ cũng là hay lục, mình lục lén lén. Mỗi người có cái riêng tư mà chị, mình không lên như vậy. Bạn có cái gì riêng tư mà không có thể chia sẻ với vợ được không? Chia sẻ được hết. Chắc ha? Dạ chắc. À được, nụ cười rất là thân thiện. Tin tưởng, tin tưởng. Nói chung là cân đối, là không hói, nhìn trí thức. Được, nói chung là đàn ông. Rồi, tôi nhận xét nhiêu đó thôi đó, còn muốn biết thêm giờ giao lưu người thân nè. Dạ, hôm nay em tới cùng với chị gái, em gái và một người bạn của em ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và hai chị. Rồi, chào em. Thì em là em họ gần gũi với chị Thúy. Thực sự chị là một người chị mà em rất là ngưỡng mộ và kính trọng cũng như là yêu thương. Tại vì chị vừa có rất là nhiều tài cũng như cực kỳ tâm lý và dễ thương và rất là tình cảm, quan tâm đến em út. Chị đến cái độ tuổi này rồi thì em cũng muốn là chị đi làm được một chuyện nhưng mà cũng tìm một tấm chồng đúng rồi. Yêu thương. Thì em thấy anh một người con trai sáng sủa. Cái cách mà anh nói chuyện em cảm thấy anh là một người suy nghĩ chín chắn và chững chạc. Cảm ơn em. Rồi em trai, em có đi với ai không? Rồi em đi với em gái ruột của em với cả chị với cả bạn em. Rồi mình nghe em gái ruột nói trước nha. Anh trai của em thì là một người rất là quan tâm tất cả mọi người. Em thấy chị thì cũng rất là dễ thương. Anh nấu ăn rất là giỏi. Nếu mà chị không biết nấu ăn thì về đã có anh giúp đỡ cái việc nấu ăn rồi. Đỡ quá, tốt quá. Dạ, tuy nhiên thì anh rất là sạch sẽ và kỹ tính. Trời ơi, làm bếp mà sạch sẽ kỹ tính luôn hả? Dạ. Kỳ tài hiếm có luôn nha. Dạ. Rồi, kéo màn lên cho hai bên gặp nhau. Cặp đôi này hợp lý. Kéo màn. Nào, mời bạn. Mình hy vọng tràn trề lắm nha bạn trai. Bạn phải chứng tỏ năng lực nha. Cảm ơn các bạn, cảm ơn quà tặng em. Cho anh hỏi em trước nha. Em cảm nhận với anh như thế nào về cái nhìn đầu tiên? Anh thấy nhìn anh cũng lịch sự. Cũng cảm thấy là cũng dễ gần chứ không có xa. Cảm ơn em, nhưng mà hồi nãy em nói em chiều cao em đòi là 1m70. Nhưng mà anh có 1m65 thì cái đó có ok, có được không? Dạ, đấy là cái yêu cầu chung thôi. Còn nếu mà cảm thấy hai người đã hợp nhau thì điều đó không quan trọng. Anh thấy em sao? Em rất dễ thương. Nếu như mà lựa chọn người phụ nữ với vẻ đẹp tâm hồn với hình thức á, thì anh sẽ thiên về cái gì hơn? Thiên về vẻ đẹp tâm hồn hơn. Tại vì hình thức có thể bây giờ đẹp nhưng mà sau này nó không đẹp mãi mãi được. Tuổi xuân mình đâu có đẹp mãi được đâu. Nhưng mà mình sống với nhau là sống cả đời, sống đến già luôn. Thì cái tâm hồn nó quan trọng hơn. Tại mình yêu thương nhau mới yêu thương, mình mới gắn bó với nhau hết cuộc đời được. Anh cũng cùng quan điểm với em. Rồi, các bạn hãy nhìn nhau khoảng 15 giây và nói lên những cái điều gì mà mình đang suy nghĩ về tình yêu. Bắt đầu. Em xin hát đoạn được không anh? Được, được. Được, hát đi. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đãi cá cao sang lụa là gấm nhung vàng son. Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao, em ơi anh tìm người yêu thương mãi tranh chiều. Mãi đây cho dù dòng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao ta phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Chị Nét ơi. Dạ em thấy bạn Nam hát rất là hay ạ. Để đáp lại tình cảm của bạn Nam thì em cũng xin hát một bài. Rồi, đó là bài Nhé Anh. Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước trong đời trên lối về. Rồi,
Bây giờ ngưng đi, ngưng hai người đi hát karaoke đi. Cặp đôi này là giành micro nè. Hai người đi hát karaoke được rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định bấm nút hay không bấm nút. Nút được đâu vậy? Tìm nút đi. 3 2 1 hết thời gian. Trời, làm lẹ quá vậy anh Linh. Lẹ luôn. Tôi thấy rằng trong ánh mắt các bạn lung linh rạng ngời và tin chắc rằng cơ hội đó sẽ được nhân lên gấp bội nếu như chúng ta đi xem phim và tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nắm tay nhau một cái đi bạn. Đó. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island, gửi tặng cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bây giờ bạn có thể hôn cô gái ấy. Hôn nha. Xin xỏ gì nữa, không lẽ tao nói không rồi sao? Nói không rồi sao? Không được chưa? Gần trúng rồi. Không được. Mới gần trúng à. Phải trúng mới được. Em tên là Phạm Phúc Thái, em ở quê ở Đồng Nai. Phạm gì? Phạm Phúc Thái. Phạm Phúc Thái, quê Đồng Nai. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu tuổi em? Em sinh năm 84. Em làm nghề gì? Dạ em vừa kinh doanh và em vừa dạy học. Dạy ở đâu? Dạ em ở dạy mấy trung tâm á. Nhưng mà ở Đồng Nai hay là thành phố Hồ Chí Minh? Dạ em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Trịnh Thị Oanh. Em sinh năm 1988. Em là thư ký tòa án. Làm việc ở đâu em? Em làm việc ở quận Tân Bình. Quận Tân Bình, quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Hải Phòng. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em hiền, biết nấu ăn và thích thể thao. Chơi thể thao môn gì? Em bơi lội nè, cầu lông. Rồi em thích là tập gym. Vậy là đầy đủ sức khỏe ha. Dạ. Rồi, còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là tại vì em hiền, ít nói thì trong cuộc nói chuyện bạn bè thì hầu như em không có ấn tượng gì nhiều. Đa phần là em lắng nghe người ta nói, lâu lâu chọc vô vài câu. Mình bị mờ nhạt so với những bạn khác. Dạ dạ đúng rồi. Rồi còn bạn trai? Em thì cái ưu điểm của em là thích ca hát và đi du lịch. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì tính của em thì rất là thẳng thắn. Thẳng thắn? Dạ vâng. Thẳng thắn dễ mít lòng không ha? Dạ đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. Mối tình mà gần đây nhất là bao lâu? Dạ 5 năm. Nhưng lý do sao chia tay? Dạ lý do là có thể là do em và bạn đó không có hợp nhau. Trong quá trình mà quen nhau lâu như vậy nhưng mà nó sẽ có những cái mâu thuẫn nó phát sinh ra. Cũng căng. Khó ha, quen 5 năm rồi mới biết không hợp rồi chia tay. Em gái thì sao? Tình trường mình như thế nào em? Em có 2 mối tình chính thức. Mối tình gần đây nhất là cách đây 2 năm. Em quen được bao lâu rồi? Em quen được 1 năm. Hầu như là em không quen ai qua 1 năm á. Lần này chắc là nếu mà quen được qua 1 năm thì chắc cưới luôn. Cưới luôn chứ đừng. Nguyên vậy đó ha. Cưới luôn chứ đừng để 5 năm nha. Lý do sao mà không chia tay? Tại vì em khá là nghiêm túc, thấy là nếu mà tính tình mà không phù hợp thì là em chủ động chia tay luôn. Rồi muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm bạn trai là tâm lý, biết chia sẻ. Về chiều cao là phải trên 1m65. Với bạn trai thì nếu mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh và có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh thì tốt. Còn cần gì nữa không? Phải có điều gì em không thích ở người bạn trai? Đúng rồi. Em không thích là bạn trai mà có mùi cơ thể nặng mùi quá. Hôi nách, hôi miệng. Cái này hồi em kiểm tra giùm anh nha. Cho mình kiểm tra được. Rồi bây giờ là bạn gái đưa ra tiêu chuẩn đó. Em gọi là rà soát lại xem mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm. Đầu tiên là cao hơn 1m65 là em có từ vòng giữ xe luôn. Rồi em 6 mấy? Dạ em có 58 anh ơi. Cái gì? Anh nhìn em thấy cũng cao mà. Còn gì nữa? Dạ hầu như tất cả cái kia thì đều được. Cái kia đều được hết đúng không? Dạ, đúng. Ôi vậy chiều cao không sao. Một chút gặp nhau ấy, còn chiều cao nó quan trọng đâu. Nói vậy thôi, cái đó tiêu chí ta đưa ra. Dạ, còn có rồi thôi. Vậy còn cái tiêu chí của em sao? Em tìm bạn gái thì sao? Là giống mẹ em. Mẹ em như thế nào? Dạ mẹ em thì là người biết lo cho gia đình, biết nghĩ cho gia đình mình và không lo nghĩ gì nhiều về cho bản thân mình. Dạ em chỉ coi như là hình tượng dạ, mẹ đúng rồi. Còn về ngoại hình thì em có mong muốn người bạn gái mình như thế nào không? Dạ nói chung không mập không ốm chị ơi. Vậy mới khó đó. Dạ còn gì nói đi, nhưng mà cái dù chiều cao tôi phải kiểm tra. Đâu đứng lên coi coi. Thì đâu tớ mức thấp vậy nhờ? Không lẽ thấp hơn tôi? Đâu đứng vô coi. Cũng đâu đến mức đâu. 1m58 là bằng em á anh. Rồi ngồi đi được rồi. Bao giờ tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà như em thì mọi thứ đó ổn định thì có thể là 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày đêm đều có thể cưới được. Ổn định là ổn định như thế nào? Là nói chung là nhà cửa rồi tất cả mọi cơ sở vật chất. Thì vấn đề là bạn gái là ở đâu rồi này nọ. Cái cuộc sống này em có thể cưới được.
Ừ. Trong thời gian, tại vì em cũng lớn tuổi rồi. Mình phải làm dâu không? Dạ, cái vấn đề đó là phụ thuộc vào người bên kia. Trong cái dự định và con đường tương lai em đi á, em sẽ về quê của em là dưới Đồng Nai. Và gần cha mẹ để có vấn đề để mình có thể chăm sóc cho cha mẹ. Ba em cũng mất rồi, giờ chỉ có mình má thôi. Với lại là cái mục đích của em là thường em về đó thì em suy nghĩ em sẽ giúp gì đó cho những cái người nghèo hơn nữa. Để mình sống cho đến cái cuối đời của mình cảm thấy được cái hạnh phúc. Quá tốt, quá tốt. Tại vì, mà Đồng Nai với Sài Gòn nó gần nhau lắm mà. Cái ý đó dạ, là... tại vì cái hạnh phúc thực sự mà khi em nhận thấy được là em khi em làm cho mọi người xung quanh hạnh phúc thì em mới là cảm thấy được sự hạnh phúc thực sự. Đúng rồi. Rồi được, nhiêu đó là tôi bỏ xí xóa cái chiều cao. Dạ. Tại vì tấm lòng cao hơn. Được. Đó là chị thấy được rồi đó. Thăm đàn gái coi sao nha. Xin chào cô gái xinh đẹp. Đàn trai nói chung là ổn định. Về tuổi tác thì cao không phải cao lắm, nhưng tuổi này đã chững chạc rồi. Em cảm giác được chuyện làm dâu như thế nào? Em nghĩ là làm dâu là chuyện bình thường thôi. Tại vì em cũng biết nấu ăn, biết lo toan cho gia đình. Em là người có trách nhiệm. Ồ, vậy là được rồi. Em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông? Nghĩ là chắc là những cái người mà hay uống vào thì đôi khi nói nhiều á. Em không uống thích. Vô quậy đúng không? Dạ. Cái đó xấu lắm. Còn gì không? Với lại gia trưởng. Em trai có chuyện gia trưởng không? Cái gia trưởng á, theo nên em suy nghĩ cho kỹ á. Tại vì khi người đàn ông á là một người trụ cột trong gia đình thì người phụ nữ có thể có những cái là người ta sẽ không thể quyết định được, mà cần phải tới người đàn ông mình quyết định. Có nghĩa là cái gia trưởng đây mình phải suy nghĩ là đừng có nghĩ là nó theo một cái gọi là nó xấu, nó cũng có điều tốt, nó không có quá lố. Còn nếu mà gia trưởng quá thì cái đó thì nó không tốt. Còn em đây là cái quyết đoán là tốt. Dạ đúng. Nhưng là cái sự quyết đoán là vợ em là tôi bắt bà ở nhà không được đi làm gì trơn á. Dạ cái chắc chắn là không có rồi. Quét nhà là quét nhà. Dạ đúng rồi, đó là không có. Rồi đàn gái rất là dễ thương. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân, hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với em trai của em. Rồi chào em. Em xin chào mọi người ạ. Em là em ruột của chị Oanh ạ. Chị em thì là một người đúng là hiền, nhưng mà có nhiều sợ. Do như chị em đã nói là sợ là người gia trưởng, sợ là người đàn trai không biết để ý mình. Hai người có thể được ngồi chuẩn bị đối diện nhau thì em thấy đó, như vậy là cũng vui. Nếu mà có thể được đối với nhau thì em rất là mừng. Tại vì bây giờ còn mỗi chị em với nhà em có mẹ em, chị em với em thôi. Em cũng xuống có một câu hỏi đó là anh có sợ cô đơn không ạ? Anh thì không có sợ cô đơn em. Tại vì cái cuộc sống đối với anh á là khi mà mình sống đừng có để mọi người xung quanh bỏ hết mình đi thôi. Dạ, em xin hết ạ. Rồi. Trai đi với ai? Dạ em đi với hai người bạn thân em, với là đồng thời là đối tác của công ty em luôn. Rồi cho chị gặp đại diện của bên nhà trai. Em chào chị. Em thấy cô gái bên kia thế nào? Đừng có thấy. Mình đến nhà luôn đi thôi. Ủng hộ nha. Dạ. Thái nhà có nhiều bạn gái để ý không? Dạ không, cứ nói chung là Thái nó không có bạn gái nhiều đâu, chỉ có em làm mai thôi. Nhưng mà làm mai rất là nhiều rồi, nhưng mà toàn em dính em không à, không dính nó. Có gì kỳ vậy, em làm mai kỳ vậy? Không biết nữa sao nữa. Nhưng mà vậy em nhận xét cô gái bên này như thế nào? Được đó. Được là được sao? Nhìn nói chung là chỉnh vô cái gì cũng được hết á. Thôi được rồi, cảm ơn em. Bây giờ thì mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt đi. Đó, mời hai bạn. Có muốn về tặng em rồi anh có thể hát tặng cho em một bài. Dạ, cảm ơn. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu. Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm nhạc ru tiên hát chơi vơi. Đời bao giông tố, đời nhiều trong gai. Anh chiều tình yêu có em thôi. Bấm nút. Đến bấm nút, bấm nút. Đời. Rồi, nó có 2 phút rồi, hát hết 1 phút rồi. Bây giờ vô chuyện liền nha. Cảm nhận về tình yêu, hôn nhân và hẹn hò thế nào? Công việc của anh thì có hay stress không anh? Áp lực không anh? Công việc của anh thì nói chung là đồng ý là anh vừa kinh doanh và anh vừa đi dạy học. Nhưng mà thì anh biết sắp xếp, nói chung là anh không có để cho nó chết nè. Những khi mà anh rảnh rỗi thì anh hay làm cái gì? Anh rảnh rỗi thì thường thì anh ở nhà. Tại vì thường với công việc của anh thì anh về hơi trễ. Thì có thể nếu mà gặp một cái dịp gì đó thì anh có thể đi ăn uống với bạn bè. Anh về trễ là mấy giờ? Thường thì anh đi và anh làm công việc, anh đi dạy học thì khoảng 9 rưỡi 10 giờ tối anh mới về. Vậy thì sao mà mình hẹn hò hả? Không, thì cái vấn đề đó thì mình sắp xếp em. Tại vì khi mà có người yêu thì cái việc sắp xếp của mình là do phụ thuộc vào mình hết. Anh thấy cô gái phía trước có làm anh rung động một chút nào không? Dạ cũng có. Dạ, anh thích điều gì ở trên gương mặt cô ấy? Dạ mỗi khi cô ấy cười á.
Cười thương. Dạ đúng rồi. Bây giờ đây, để cho có điều kiện ngắm nhìn chút xíu nữa là em nói cũng được nha. Dạ. Em gái hát một đoạn nào đó để tặng chàng trai đi. Em xin hát tặng mọi người một đoạn trong bài Không Thể Và Có Thể. Rồi, nhìn nha. Ngắm nhìn sau đó cảm xúc rồi nói sao cũng được. Quan trọng là lời nói làm sao thuyết phục cô gái. Vòng tay yêu thương có thể rộng mơ, bóng mây muộn sâu có thể dần tan. Và điều này thật rộn ràng ngày mai, có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi. Bây giờ đó nghe rồi đó, bắt đầu nói đi. Như thế nào? Anh cảm thấy em cho anh một cơ hội để anh chứng minh giống như cái lời bài hát hồi nãy anh có hát cho em nghe. Rồi, cơ hội đã hết rồi. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Là hai bạn nhắm mắt lại kiểm chứng xem những gì đã trôi qua có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm, bấm nút là phải tiến xa hơn, không thể nói dối trái tim mình được nha. Thích thì bấm, không thích không bấm. Không hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Lý do tại sao em gái không bấm? Dạ, tại vì em không thích người gia trưởng. Thì anh có tranh luận về cái vấn đề gia trưởng thì em không có tự tin. Đó. Còn gì nữa không? Dạ, chỉ vậy thôi. Vậy thôi. Dù sao thì hai bạn có lẽ có duyên mà không có phận. Không sao, ở trên truyền hình có hàng triệu người đang theo dõi. Có hàng ngàn chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái. Và cũng có hàng ngàn cô gái sẽ bấm nút cho chàng trai. Biết đâu họ hợp với nhau thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì sao? Đừng lo lắng. Nếu mà da trắng nữa thì tốt. Tại em đen quá. Vậy được không? Cỡ vậy là được không? Dạ. Vậy là đen hay trắng? Vậy là... Đen. Đen hay trắng? Đen. Vậy mới trắng đó. Mà không dám nói. Vậy mới trắng đó cưng. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh, chào quý vị khán giả cùng với người bạn tham gia chương trình. Em tên là Lê Thị Thu Phương, năm nay em 23 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên mầm non của một trường mầm non tư thục ở quận Tân Bình. Em sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên Lâm Đồng. Tây Nguyên Lâm Đồng. Rồi, cô gái dễ thương. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh, chào bạn. Chị Cát Tường. Em tên là Nam, em 24 tuổi, quê ở Bình Phước. Hiện tại em đang sống ở Thủ Đức, làm việc tại Biên Hòa. Em làm gì em? Dạ, em làm kỹ sư hóa bên dịch vụ khách hàng công ty Sơn. Em ở đâu, thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em ở quận Tân Bình thôi chị. Quận Tân Bình. Dạ. Qua Thủ Đức cũng gần. Mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Thích sưu tầm những cái món ăn mới để nấu cho những người mà mình thương yêu. Khuyết điểm của em, cái thứ nhất là nóng tính. Cái thứ hai là em không biết đi xe máy. Hả? Không biết chạy xe máy. Rồi hiện giờ đi làm thì sao? Dạ, em buộc phải thuê phòng gần ở trường. Đi bộ? Dạ, rất là gần, em thuê phòng rất là gần. Cũng lạ ha, trời hai mấy tuổi mà không đi xe máy. Dạ, em cũng không có biết sao, em ngồi lên chiếc xe máy là em rất là run. Mà em cũng đi mấy lần rồi, mà đợt vừa rồi nè, tháng 6 á, đáng lẽ là em cũng tham gia chương trình sớm, nhưng mà tại vì em cũng bị tai nạn xe nên em không có tham gia được, nên em rất là sợ. Yên tâm, có bạn trai bên đây sẽ về tập cho em. Ngồi sau người ta đưa đón vẫn được đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, dễ tính, đi xe máy tốt. Và em có một số tài lẻ tẻ. Tài lẻ tẻ. Dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là hiền lành, tốt bụng. Ủa sao anh cho là cái đó là khuyết điểm? Dạ, tại vì nhiều khi mình hiền lành, tốt bụng quá, mình ai nhờ gì mình cũng làm, nó phiền phức cho mình. Sốc ha. Nhưng mà bạn nói bạn có nhiều tài lẻ là tài gì, ví dụ? Em thì hay hát hò, có thể chơi đàn guitar được, có thể nhảy được, nhảy sơ sơ. Nhảy gì em? Nhảy Michael á chị. Hả? Cái này được à? Cô làm thử coi. Vậy làm thử coi cái không khí nào. Cho tôi qua tôi coi với, rồi có gì tôi về tôi tân lên giùm cho. Làm luôn. 24 tuổi hả? Dạ. Trẻ mà đẹp trai dễ thương mà. Rồi làm đi, làm đi. Nào. Ấm nhạc. Đó Michael. Anh rung quá. Trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà
Chính thức thì chắc là không có. Nhưng mà trong bóng tối thì nhiều lắm. Trong bóng tối là sao? Trong bóng tối là sao? Tức là tình đơn phương ấy vậy. Em trong bóng tối. Dạ. Bây giờ muốn ra sáng không? Dạ muốn. Muốn tìm người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình. Em thích mấy bạn mà có mắt đẹp, mắt to. Nghe giọng nói nhẹ nhàng vậy. Vậy thôi. Nếu mà da trắng nữa thì tốt. Tại em đen quá. Vậy được không? Cỡ vậy là được không? Dạ. Vậy là đen hay trắng? Vậy là đen. Đen hay trắng không? Đen. Vậy mới trắng đó. Mà không đó. Dám nói. Vậy mới trắng đó cưng. Tính cách thì em thích người biết cư xử, biết tôn trọng mọi người. Nếu mà được thì nào tiến tới hôn nhân? Được á hả chị? Nếu mà cũng tùy bên bạn gái thôi, nhưng mà cũng phải có thời gian để ổn định. Ông nói chuyện không có dứt khoát gì, rụt rè chán quá. Nhờ anh Quyền Linh hỗ trợ một chút đi. Thì vậy tao mới chưa tìm được người yêu. Rồi để giờ nghe bạn gái nè, lắng nghe giọng bạn gái nha. Rồi cảm nhận coi giọng bạn gái như thế nào nha em. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thưa chị, em từng trải qua 2 mối tình rồi chị. 2 mối tình. Dạ. Tại sao mình chia tay, quen được bao lâu? Dạ mối tình thứ nhất thì thời sinh viên, còn mối tình thứ hai thì em quen cũng được mấy tháng. Chia tay là tại vì bạn trai đó trong lúc quen em thì cũng có nhiều sự lựa chọn khác và đặt em lên bằng cân so sánh nên em không muốn nên em dừng lại. Có mấy tháng cũng không có gì gọi gì tình yêu đâu, tôi chỉ mới tìm hiểu thôi. Bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ riêng về tính cách thì em muốn người bạn trai đó là biết cách đối nhân xử thế, điềm đạm và tâm lý và không hút thuốc. Ồ, có hút thuốc không em? Dạ không chị. Không sao nhẹ quá. Mạnh mẽ lên đó, thấy chưa? Bạn gái thắc mắc sao nhẹ vậy kìa. Dạ không chị ơi. Tại vì em thấp rồi nên em mong muốn có một người bạn là cao 1m7 trở lên cho cái cảm giác giống như là an toàn hả chị? Chà, chắc không tới quá, bớt bớt xíu đi em. Đúng rồi rồi. Bớt xíu đi. Bên kia được nhiêu? 65 không? Hơn. 65 thôi. Anh thấy ổn rồi đó. 65 được rồi. Nãy giờ những cái tiêu chí mà nó đưa ra em thấy mình hợp khoảng bao nhiêu? Nếu mà cho mang giày độn thì được 100% coi như là khoảng 1m68 vậy đó ha. 1m67, 1m68 vậy đúng không em? Dạ. Dạ em chào anh. Anh bên đây dễ thương. Dạ. Thiếu tự tin thôi chứ cái gì cũng làm được hết trơn. Dạ. Anh thấy cũng hợp lý đấy. Em có yêu cầu gì bạn nam không? Nếu bây giờ lấy nhau về có yêu cầu gì không? Biết quan tâm chia sẻ, với lại là trung thủy, biết cách đối xử giữa hai bên gia đình nội ngoại. Vậy thôi. Anh thấy hai bạn là hơi hợp lý rồi đấy. Hôm nay em có đi với ai không? Đi với người thân không? Dạ có, chị họ của em là chị Hiền. Rồi, đâu mà chị Hiền ạ? Em chào Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Em là chị họ của bé Phương. Em có nghe bạn Nam nói là chạy xe an toàn thì cái đó em yên tâm, tại vì bé Phương không biết lái xe nên là mỗi lần đi đâu thì có người chở, chạy xe an toàn là yên tâm giao với Phương rồi. Rồi, vậy cảm ơn em. Bạn Nam, đi với ai? Mình đi với ai? Dạ em đi với lại bạn em ạ. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay bạn Nguyễn Hàng Hò. Bạn Nam thì rất là hòa đồng, tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Trong công việc á thì rất là nghiêm túc. Còn bạn nữ thì em thấy cũng dễ thương, hòa đồng, vui tính. Dạ em cảm ơn. Phù hợp với tiêu chí của bạn Nam. Phù hợp với tiêu chí. Nãy giờ kéo màn lên ha, còn tài lẻ gì mình thể hiện luôn nha Nam. Kéo màn lên, tự tin lên nha Nam. Cố lên. Cố lên. Có bó hoa tặng. Dạ, em cảm ơn. Hiện tại em đang ở đâu? Dạ, em ở quận Tân Bình thưa anh. Ví dụ như có đám cưới thật á thì chắc là phải ở nhà trọ vài năm, em có chịu không? Dạ cái đó không có vấn đề gì hết anh. Nói chung là nói sao ta? Khi mà ở bên này nghe anh giới thiệu anh có nhiều tài lẻ là em cũng đã có một thiện cảm rồi. Nãy giờ anh cũng làm nhiều trò rồi đó. Làm trò nhiều rồi đó. Dạ. Thì giờ em có trò gì em làm cho anh coi. Em có trò gì em làm cho anh coi đi em. Dạ, tới chương trình hôm nay em tặng tất cả mọi người bài hát Chuyện Đóa Hồng. Sáng sớm em hái hoa hồng ban cho bao người qua,
Anh đang từ xa bước đến ghé qua ngang hàng em, ngắm mãi những đóa hoa hồng, ánh mắt như trầm ngâm. Anh mua hoa xinh tươi nói thay cho bao lời yêu, cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời. Em yêu thương anh lâu, cứ sao anh luôn lặng thinh. Hai người nói tính hẹn hò như thế nào đi, bàn kế hoạch đi các bạn. Nếu mà hẹn hò với nhau á, thì em thích đi những chỗ nào? Em cũng muốn đi coi phim, đi uống cà phê, trà sữa, rồi họp mặt bạn bè, hoặc là đi phượt. Sở thích của em là đi phượt. Không biết chạy xe mà đi phượt. Em ngồi đằng sau á anh. Anh cũng thích đi du lịch bằng xe máy. Anh đã đi nhiều nơi chưa anh? Đi thì đi nhiều nơi rồi, em cũng có một vài nơi ở ngoài Bắc, Nam Trung thì cũng có hết rồi. Thôi bây giờ là mạnh mẽ lên nè, giờ mình nói cảm xúc của mình từ nãy giờ nè, nhìn đối phương mình cảm nhận như thế nào. Bạn trai, em nói cho nó dứt khoát mạnh mẽ lên coi, tình cảm chút xíu coi, tỏ tình cho nó hấp dẫn chút coi. Hôm trước em bị tông xe đúng không? Dạ, em bị tai nạn, tông xe. Mà em bị tai nạn rồi mà nói chung là anh vẫn không có ghi hình với một bạn nữ khác á. Thì nó không còn là duyên số nữa mà nó là... Ý bạn trai như thế này, hình như hôm trước á, cái duyên là đúng là hôm trước em bị tai nạn đó, là chương trình đã bỏ qua để tìm một cái đối tượng khác, bởi vì không biết chừng nào em sẽ trở lại. Nhưng mà chương trình vẫn chờ, vẫn tìm, và cuối cùng em vẫn là người ở chỗ đó. Tức là cái duyên là nằm đó, đúng không em? Dạ, cảm ơn anh. Cho nên là nói chung là quyền quyết định là em, anh không quyết định gì hết. Ý bạn trai nó là bạn đồng ý rồi đó, đúng không? Anh nói vậy nó quạch tẹt quá. Nếu mà em muốn thì anh sẽ làm tài xế cho em từ bây giờ cho tới lúc nào em chán thì thôi. Còn em muốn nói gì không? Cũng rất là khó khăn, mà em nghĩ là gian nan luôn á. Em mới tham dự được chương trình ngày hôm nay và em gặp anh, em nghĩ cũng là một cái duyên. Nếu như mà sau khi cả anh và em cùng bấm nút bước ra khỏi chương trình này và chuyện tình cảm của mình tiến triển tốt á, thì có thể là anh vụng về nhiều thứ và em có thể là che lấp cái khuyết điểm được đó của anh. Nếu như mà có quen nhau á, thì trong cái nhiệm kỳ của em á thì... Nhiệm kỳ mấy năm? Nhiệm kỳ sao? Nói chung là khi nào em chán thì thôi. Còn anh sẽ không có ngoại tình từ kể cả từ trong tư tưởng đó. Em yêu cô gái ấy trong mấy nhiệm kỳ? Nó phiếu bảo hành luôn. Mười ngàn năm anh. 10.000 năm. Trời ơi anh chàng thiết. Cô ấy nói rất là hay đấy. Dễ thương. Nào, đặt tay vào nút bấm đi em trai. Và chở nhau suốt cả nhiệm kỳ nha. Dễ nhiệm kỳ ấy là 10.000 năm nha. Trời ơi, yêu em thì nào mà em chở em nào, em chán thì thôi, phải chở em đến suốt đời. 1 2 3 Hết thời gian. Nhau đi cái đã nè. Thật sự là anh muốn thoát tim luôn đấy. Tại sao em bấm chậm vậy? Em cho chị biết coi em còn chần chừ điều gì. Tại em run quá. Thì mấy đồng nghiệp nói gì kìa. Hôn cái đi kìa. Gì mới nghe hôn mặt mà tới mẹ tới mét vậy. Con chứ đâu phải hôn. Không phải hôn vậy. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox. Các bạn sẽ có khoảng không gian lãng mạn hơn, có thời gian tìm hiểu kỹ hơn ha. Thấy bạn gái thông minh lắm đấy. Tự tin lên nha em. Anh đang chơi bấm nút kìa. Trời chưa. Má má, bạn gái còn chơi được má? Tùy duyên thôi, hai đứa có duyên rồi được rồi. Vậy con nắm tay bạn gái này đi về được má. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chị Linh và khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Phạm Thị Anh Thảo.
Năm nay em 26 tuổi, hiện em đang công tác và làm việc ở quận 7. Quê em ở đâu Thảo? Dạ em ở quận 7 luôn ạ. Rồi công việc em đang làm là gì? Em đang làm nhân viên làm mi á chị. Hả? Mi dùng để nối mắt á. À lông mi á phải không? Dạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ em chào anh Quỳnh Linh ạ. Dạ em. Chào chị Cát Tường. À. Chào bạn nữ bên kia. Em tên Quốc Quân, 26 tuổi, em đến từ Việt Nam ạ. Hả? Đến từ đâu? Mày nó giới thiệu á, tôi tưởng nó đến từ Campuchia. Từ Việt Nam hả? Dạ. Quận mấy? Dạ em ở Sài Gòn anh ạ. Sài Gòn ở đâu? Dạ em ở quận Tân Phú anh. Quê ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn. Em đang làm công việc gì? Dạ em làm bên quảng cáo thiết kế bảng hiệu gập đèn á chị ạ. À cụ thể là em làm thiết kế hay là em thi công? Vừa thiết kế vừa thi công luôn anh. À vậy cũng giỏi mà. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu luôn đi. Em biết làm việc nhà, biết nấu ăn. Gì rung dữ vậy? Dạ đang rung anh. Thoải mái lên. Thôi hát bài cho đỡ rung đi nào. Em không biết hát. Không biết hát, bạn nữ hát đi cho nó đỡ rung coi. Bây giờ bạn trai rung quá rung rồi. Em hát không được hay anh Linh ơi. Kệ nó, không hay vui cũng được nữa. Xin trả lại thời gian. Rồi, mời em. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xa anh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự, nhớ ngượng về quá khứ. Trần lên nén suy tư, bao năm thầm kín trong thương ta áo tím. Những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim. Rồi xong. Quá. Được rồi. Mới giao lưu buổi đầu tiên hát xin trả lại rồi. Thôi vậy cũng vui đi. Rồi đỡ rung chưa? Đỡ rung cho em trai. Dạ bớt bớt. Ưu điểm là biết nấu ăn, biết làm việc nhà, là còn gì nữa không nè? Thì nói chung thì em đi chơi cũng nhiều mà. Nhưng mà cái mà đi phượt á thì em lên kế hoạch thì cái nói là liên luôn à. Ủa là ưu điểm ý hả? Là mình làm cái kế hoạch nó nhanh gọn á. À, tức là nói là làm. Dạ. Đó là thế mạnh của em. Có khuyết điểm gì không? Khi có nhậu á, bắt đầu ngủ nó ngái xíu anh. Chuyện nó bình thường, không sao cả. Với lại em có giờ với thúng xíu. Đi thúng ví dụ mà em hẹn bạn đi chơi, thường thường hẹn 7:30 8:15 mới qua. Trời ơi, rồi hẹn bạn gái rồi sao? Cái đó em cố gắng tranh thủ chị ơi. Mai mốt mà có hẹn hò với bạn bên đó đó là đừng có hẹn ở ngoài đường, là biểu tới nhà đó, rồi khi nào tới rồi mình mới xuống mình đi, chứ không thôi là mình ra đường mình đứng là thành đứng đường luôn đó. Còn bạn gái bên kia? Dạ em biết lắng nghe và chia sẻ, cũng dễ tha thứ lắm chị. Làm em giận nhưng mà nó nói mà em nghe hợp lý thì bỏ qua. Còn cái điểm của em là em hay quên và em cũng ít nói. Hai người này, một người rung, một người ít nói. Bạn trai, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình nè. Coi lù khù vậy cũng dữ quá ha. Bao lâu rồi, tại sao chia tay? Mối tình dài nhất còn 5.5 chị ơi. Tại cho hai người không cùng quan điểm sống á chị. Thì một người nói một đường, người làm một nẻo. Nên thôi em cho lên đường luôn. Thôi đó. Lên đường luôn hả? Dạ. Quyết định cho lên đường luôn hả? Chia tay cái mối tình đó cách đây bao lâu rồi? 13-14 tháng rồi đó chị ơi. Giờ quên luôn, quên hẳn chưa? Nói chung chặn Zalo, chặn Facebook, chặn hết rồi chị. Á, dữ vậy? Tại chặn trước anh. Rồi bạn gái, em quen bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em quen cũng được 3 người chị. 3 người? Dạ. Đến nhau dữ rồi. Mối tình đầu tiên thì em quen anh bộ đội. Còn mối tình thứ hai thì em quen anh gần nhà. Nhưng mà khi mà em nói với anh là chờ em thi tốt nghiệp trung cấp á thì em liên lạc lại, nhưng mà khi liên lạc lại mất tiêu. Trời đất ơi, tới giờ không liên lạc được. Tới giờ này cũng không liên lạc được luôn. Dạ không. Còn mối tình thứ ba thì em quen cũng được 4 năm nhưng mà do không hợp tuổi á chị. Sao mà 5 năm đầu không tính đi, em quen 4 năm rồi không hợp tuổi. Em không có nghĩ tới tuổi tác, nhưng mà bên gia đình anh đó đó đi coi tuổi nói là em không có hợp tuổi, rồi thành ra chia tay luôn. Bao lâu rồi em? Dạ cũng được 2 năm rồi chị. Bây giờ hỏi tuổi luôn đi chứ để không hợp nữa, mệt nữa. Trời ơi, mà tôi nói thiệt á, mấy người làm cha làm mẹ thôi khỏi cái vụ coi tuổi đi. Tôi hồi đó tôi coi tuổi quá trời luôn, bắt trời nó hợp lắm cưới nhau vậy 21 ngày ly dị mất tiêu à. Coi tuổi anh chi cho nó mệt vậy trời ơi, khỏi đi, yêu nhau lấy nhau được rồi. Em gái tuổi gì? Dạ em tuổi thân ạ. Em tuổi thân luôn. Tuổi thân luôn hả? Song thân. Song thân. Song thân là hợp rồi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ biết quan tâm và lắng nghe á chị, cũng đừng có nóng tính quá, biết chăm sóc quan tâm gia đình. Em không thích người nhậu nhiều. Bên kia có nhậu hút thuốc không?
Không có thuốc chị ơi. Có nhậu chị không? Có nhậu, gặp khách hàng nhậu một cái chai thôi chị ơi. Xã giao được không em? Dạ được. Rồi. Với lại là hay nói tục đó chị. Em không thích nói tục, nói em hỏi anh có nói tục với thề gì không? Anh ơi, anh có nói chuyện nói tục không anh? Cũng không có đâu em ơi. Dạ, vậy em yên tâm rồi. Có chửi thề không? Dạ không. Bạn trai, tiêu chuẩn tìm bạn gái của mình như thế nào? Cao trên 1m53 được rồi chị ơi. Em có 1m50 anh ơi. Mang dài nó cao rồi. Rồi, được. Tóc dài. Có, gì nữa? Da trắng nha. Có. Trắng hơn em được rồi, tại vì em đi nhiều quá em đen rồi. Cứ có đi rồi, hồi có hay không tính sao. Mình có cái mẫu người lý tưởng mà ngoại hình như thế nào không em? Dạ, cao khoảng 1m65 là được rồi chị. Đừng bụng bự, tàu hói. Đó, này anh Linh anh ghét lắm đó cưng, đừng nói câu đó. Nghe nó hói hói là tôi bực mình rồi. Hên quá, không bự không hói. Ừ. Có là anh Linh anh tràn qua rồi. Có hói là tràn qua liền. Bây giờ nè, nếu mà được thì hai người tính nào chừng nào thì mới tiến tới hôn nhân được. Dạ, sang năm á chị. Gia đình em là có coi tuổi coi đồ gì không? Không chị. Lấy nhau về mình sẽ ở đâu em? Ở nhà em chứ. Nhưng mà nhà em ở đâu? Rồi có ba mẹ ở nhà không? À, ở chung với ba mẹ. Tại nhà em nhiều phòng mà, em có phòng riêng mà chị. Có phòng riêng. Dạ. Mà đông anh chị em không? Dạ 5 người. Ủa làm gì mà rung dữ vậy? Bình tĩnh, hít thở vô coi cái gì mà cái môi ông giật rung dữ vậy. Rung xíu chị ơi. Bẻ bẻ ngồi quẹo hết mấy ngón tay bây giờ. 5 người là nhà 5 phòng. Mới bút mà còn phòng em mút chưa xây. Là em mút xây vô đó luôn. Cho sân thượng. Xây lên sân thượng 5 phòng. Dạ. Là 5 anh em ở chung nhà chứ không ai chịu ra riêng trơn á. Thì ví dụ mình không thích ở nhà mình ra ngoài mình ở cũng được mà chị. Giờ công việc em ổn định chưa? Dạ cũng ổn định. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị cũng hơn một nửa rồi chị. Em chuẩn bị hay là ba mẹ em chuẩn bị? Dạ, em chuẩn bị chứ sao kêu ba mẹ chuẩn bị được. Đúng rồi, ai biết đâu được. Vậy ha, phòng em là phòng số mấy? Đâu có số phòng đâu chị. Tại nhà có 4 phòng hỏi phòng số mấy để... Phòng em trên lầu 3. Lầu 3 để vô lộn phòng mất công đúng không? Phòng số 3 nha cưng. Ừ, nhớ đó. Dạ Sài Gòn nha. Dạ. Rung quá trời, dừng. Được rồi. Trời chào em gái. Anh đây cũng thật thà lắm ha. Mấy người đó là người ta chung thủy lắm em. Bây giờ làm dâu được không? Dạ không sao à. Làm dâu là nhà tới 4 5 anh em nữa. Dạ được. Nấu cơm một loạt từ trên lầu 3 nấu xuống đó. Dạ em biết nấu ăn mà có điều cố gắng ăn thử. Chị làm dâu không sao ha. Dạ. Rồi, lao nhà ngày là... lao 3 tầng từ trên dưới mốt xây thêm cho út trên sân thượng nữa nha. Tưởng em vậy em lao chứ em teo thiêu. Có chơi Facebook không? Dạ có. Trận Facebook nha. Đây cũng dễ thương, đây cũng hiền lành nữa. Rồi còn không thích tính gì nữa không? Động cái là dung tay dung chân á. Cái đó thì không có anh ơi. Không có đúng không? Dạ. Nó nóng nó trận Facebook thôi hả? Đâu em nhiều khi em cọc cọc xíu thôi anh, chứ động tay động chân con gái là mình bậy rồi đó. Đúng rồi đó. Yeah. Em động bên đây bay mất tiêu luôn á. Đây ốc tiêu đó. Rồi bữa nay mình có đi với ai không em? Em có đi với lại hai người bạn thân và một chị đồng nghiệp. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Em là bạn của Thảo, em hay nhận xét thì bạn này cũng được thẳng thắn và vui vẻ. Bạn Thảo là một người nhẹ nhẹ cho nên cái gì thì từ từ nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau thôi. Hai bên hãy tìm hiểu cho nhau một cơ hội. Cảm ơn. Đi với ai? Em đi với mẹ, với bạn thân, với dì. À có mẹ gì hả? Gặp mẹ trước đi. Chào anh Biện Linh, dạ, chào chị Tắc Tường. Chào tất cả các khán giả trong trường quay. Mình thấy cháu cũng được, cũng hiền, thấy cũng hai đứa cũng hợp nhau. Mà đến đây là cái duyên rồi, tùy tụi nó thôi. Dạ, mà có điều cô nói một tiếng nha, bé nó yên tâm chứ nó sợ nó lao nhà từ lầu 3 xuống. Chắc không có đâu. Xỉu luôn hả cô? Không có đâu. Không có hả cô? Dạ. Phòng ai nấy lao hả cô ha? Đúng rồi. Phòng ai nấy lao nha. Nói chuyện với cô đi, chào cô đi. Dạ, anh chào cô à. Thấy dễ quá bé hả? Cũng hiền lắm. Ê. Dạ, dễ. Mẹ cũng hiền mà. Mà mẹ chồng tương lai với con dâu dáng cũng giống nhau á. Dễ thương như nhỏ con vậy ha. Bây giờ cho hai trẻ gặp mặt đi, kéo màn lên. Em cảm ơn anh, em cũng có mấy bạn. Các bạn cảm ơn. Dạ, anh thấy em sao? Thấy dễ thương. Ấn tượng. Hai món quà nè, sách với cây xương rồng là ý nghĩa gì đây? Thì cái quyển sách đó là quyển sách mới ra là Yêu Là Cưới. Thì nói chung là mình đã xác định yêu là mình phải cưới, chứ không có mà giỡn giỡn. Còn cây xương rồng thì nói chung là hãy đến và mang em đi. Dạ. Nó vĩnh cửu, bền lâu và mãi mãi. Quá dữ.
hãy đến và mang anh đi. Mai mốt ai có người yêu tặng cái xương rồng nha. Hãy đến và mang em đi. Yêu là cưới. Để tôi về tôi cũng mua cuốn sách này tôi đọc coi. Quan điểm tình yêu của em là gì? Em nghĩ là tình yêu hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là một cuộc hành trình. Quan điểm tình yêu của anh á là yêu ít thôi miễn là dài lâu, nói ít thôi, hứa ít thôi miễn là làm được. Em thấy anh sao? Dạ, thấy anh cũng hiền, cũng được trai. Dạ, em thích đi phượt. Dạ em thích lắm. Bằng xe máy? Dạ được. Đi tới em đâu? Em thi xe buýt không được, em thích đi xe máy. Vậy mốt sau mua xe hơi. Thôi đi xe máy anh hưởng gió trời cho nó mát. Trời mưa trời gió là sao? Dạ tắm luôn. Mua xe hơi tao khoét cái lỗ chứ. Cũng có xe hơi mua chừng mà anh. Không có ước mơ lấy nhau là mua xe hơi được rồi đó. Bên này anh cũng có câu thơ để tặng em. Em là cát trắng biển xanh, anh là dòng sóng bao trùm lấy em. Ngày nào nước biển còn xanh, đại dương còn sống, anh còn yêu em. Quá dữ. Mẹ nghe con đọc thơ mẹ cười tủm tỉm. Không ngờ trời, con trai tôi dữ dằn quá. Anh cho em bấm nút đi anh. Trời ơi, chưa. Má, bạn gái con vậy được không má? Tùy duyên thôi, hai đứa có duyên rồi được rồi. Vậy con nắm tay bạn gái này đi về được không má? Vấn đề á, nãy giờ em thích rồi đúng không? Dạ. Trái tim rung động rồi đúng không? Dạ. À, nhưng mà quan trọng cô gái đó có thích hay không. Bây giờ em nói một cái câu nào đó nghe nó ngọt ngào chút xíu, cô gái đó đồng ý bấm nút mới được chứ, đúng không? Thì mình đến đây là một cái duyên rồi. Không nói câu đó. Từ từ anh, để em nói mà. Nói thiệt á, là hôm nay á, kéo màn lên anh thấy em á, thì anh cũng có ấn tượng. Nhưng mà ấn tượng nói chung là ấn tượng gặp mấy người khác á, nó không có bằng cảm giác bằng em. Tại em có cái ấn tượng mà sâu sắc. Vậy em bấm được chưa anh? Đó nói... nói vậy nghe có được. Anh muốn em nói vậy đó. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. Sao bạn gái chậm quá vậy? Em còn lấn cấn cái gì ở ảnh mà em phải phân vân là ảnh không phù hợp cái điểm nào với cái tiêu chuẩn của em? Dạ không, lúc đó em suy nghĩ chưa tới hết chị. Suy nghĩ chưa tới. Chậm mà chắc đúng không? Dạ. Bây giờ nắm tay nhau trước đi nè. Trời nắm tay. Lạnh không lắm. Ôm nhau đi hai bạn. Dạ, xin mời nhà gái. Chào Kim. Mời nhà trai. Chào anh. Chào anh trai. Dạ. Mời đi em. Dạ. Rồi, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Em năm nay 33 tuổi rồi. Em hiện đang là giáo viên mầm non ở quận 9. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và toàn bộ quý vị khán giả trong trường quay. Và xin chào bạn gái bên kia em ạ. Em tên là Hoàng Trung Thông, năm nay 33 tuổi, em ở Quảng Bình. Công việc là QC, là bên kiểm tra chất lượng sản phẩm. Kiểm tra chất lượng sản phẩm. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ồ, Biên Hòa hả? Dạ, Biên Hòa cũng gần. Nhà gái cho đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì tự tin, vui vẻ và hòa đồng, dễ gần. Còn khuyết điểm của em thì hay cả nể. Có sở thích gì không? Dạ có, em thì thích đi du lịch, ca hát, rồi... Có thích nuôi động vật không? Dạ không, em sợ lắm. À, sợ động vật. Rồi, ok. Còn bên kia, bạn nam ơi. Ưu điểm, khuyết điểm là gì em? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, cầu tiến, giỏi, ngon. Vậy là khỏe rồi ha. Dạ. Rồi, khuyết điểm là gì? Hay quên. Hay quên. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng lần đò rồi.
Một lần đò. Dạ, cũng một lần cũng được 3 năm rồi. 3 năm, có con chưa? Có được bé trai hơn 1 năm rưỡi rồi. Bé trai 1 năm rưỡi, ở với mẹ. Dạ. Bây giờ là ở bên đó sao chia tay vậy? Lý do thì trước đây thì em cũng đi theo xuất khẩu lao động thì cũng có quen vợ cũ của em, quen trên mạng cũng gần, cũng có tìm hiểu được kỹ nên là sau khi kết hôn về cưới nhau ở một thời gian thì em phát hiện cái bí mật đó là vợ em chơi sô đề á. Làm gì? Chơi sô đề, quyết định là chia tay. Có liên lạc gì với nhau? Có chứ. Em tháng em thì em vẫn có chu cấp. Vẫn có chu cấp chứ. Dạ, vẫn có chu cấp cho cháu. Thôi muốn hỏi bên nữ nè, còn mình thì sao nè? Em cũng một lần đò rồi. À vậy hả? Chia tay lâu chưa? Dạ em chia tay cũng được 3 năm rồi. 3 năm. Em thì chưa có baby. Cái lý do để tụi em chia tay là sao? Là hai tụi em không có tiếng nói chung. Anh cũng còn hơi ham chơi quá. Bạn đời tiếp theo của em phải như thế nào? Thứ nhất là phải biết hy sinh cho gia đình. Không cần đẹp xấu. Yêu là phải chân thành. Chia sẻ, cảm thông cho mình. Nhưng mà em có ngại cái vấn đề là bây giờ ảnh đã có con rồi và anh phải chu cấp cho con của mình không? Dạ không, thì nói chung là làm người đàn ông á, mà khi mà có con mà người ta nghĩ đến cái việc chu cấp cho con người ta thì cái đó là người đàn ông tốt. Nhưng mà anh đừng có ăn chơi. Anh đừng ăn chơi. Dạ, anh chí thú làm ăn lắm đúng không? Em không ăn chơi, cờ bạc không, hút thuộc không, rượu chè thì tất nhiên là bia rượu thì trong công việc thì cũng phải thỉnh thoảng, nếu mà giao tiếp công việc hoặc là xả giao đến ngoài xã hội thì mình vậy. Cũng có một chút chứ. Bây giờ là vốn liếng là có dạ, được chút đỉnh để chuẩn bị cho gia đình mới không? Dạ em đi làm việc bên đó 3 năm thì em cũng để dành được một số vốn nhỏ nhỏ rồi. Bây giờ muốn tìm một người yêu như thế nào? Em tìm một người yêu thì trước tiên về cái ngoại hình thì mặt cứ nhìn một chút, mặt da trắng vì tại em đen rồi em muốn bạn gái trắng hơn em một chút rồi. Anh ơi còn... em đen lắm. Anh ơi em đen lắm. Còn về cái tính cách thì phụ nữ của gia đình, chăm lo gia đình rồi biết quan tâm chia sẻ rồi chịu khó làm ăn thì là ok. Tôi thấy là cô giáo bên đây của tôi là có đầy đủ những cái yếu tố mà đúng. Em yêu cầu chỉ có nước da của cổ mà đen đều mà đẹp lắm. Cô giáo nâu, mà thấy không? Nâu chứ không phải là đen. Nâu chị. Da nâu. Em chào anh Quyền Linh. Rồi cô giáo là nước da thì nói chung trắng không đẹp, bạn ở đây chút. Da này là đẹp này nghe, da này bây giờ đang da là trend đang nha. Xu hướng đó nha. Em có yêu cầu về nhà cửa, về chỗ ở hay về gì không? Dạ chắc có chút chút. Chút chút là yêu cầu gì em nói thử coi. Cầu gì nói bên đây đáp nào? Ứng được không? Dạ thiệt em thì cũng không thích làm dâu lắm. Tại vì em cũng vụng về lắm, không giỏi lắm. Với lại cái công việc của em là không ở nhà nhiều được. Cái nghề chính của em là giáo viên. Nhưng mà em còn bán hàng online. Rồi em còn đi make up nữa. Cho nên là em cứ phải đi hay đi á. Bạn của em thì nếu mà có thể thì có nhà riêng cũng được. Có chỗ ở ổn định không? Dạ hiện tại thì em đang ở phòng trọ đó. Nhưng mà cái hướng sắp tới khoảng bao lâu thì mình có thể? Cái hướng sắp tới nếu mà làm ở trong này ổn thì có thể em ở trong này định cư. Em làm ở trong này. Tạm thời kinh tế em vẫn ổn định. Dạ. Người phụ nữ là động lực của người đàn ông để người ta tiến lên. Em đi với ai em gái? Dạ thưa anh Quyền Linh là em đi với anh chị em và đồng nghiệp của em như dạ gái. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ em là anh rể của Hằng. Em thấy đàn trai thế nào? Thấy cũng vui vẻ, cũng chân tình. Thí dụ hai bên cũng đều có gian dở hết rồi đúng không? Dạ. Thì khi mà nó kết nối lại thì trong cái tình cảm đó thì em cảm thấy là mình có thể mình sống mình sẽ chân tình với nhau được hay không? Dạ nếu mà ví dụ như được sự cho phép bên gia đình thì cho em quen thì mình sẽ có một cái mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới xa luôn. Rồi thì anh thấy em thì anh cũng ok. Dạ, em cũng dạ. Vui vẻ hòa đồng chân tình thì riêng anh cũng cảm thấy là hai đứa cũng thấy cũng hợp. Em đi chương trình này cùng đi có em rể đi theo. Lời đầu tiên em xin phép được chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân, thì em là em rể của anh Thông. Về điểm mạnh của anh Thông á, thì thật thà, siêng năng, luôn là một con người là chăm lo cho gia đình, sống rất là nội tâm. Riêng về vấn đề mà chị cần đó là vấn đề chia sẻ về gia đình á, và công việc, thì em nghĩ là anh Thông đủ đầy đủ để chia sẻ cho chị. Còn về điểm yếu của anh Thông là cái vấn đề mà quá hiền, hơi rụt rè. Nhưng mà em nghĩ chị gái sẽ bù đắp lại cho anh Thông được. Còn riêng về anh Thông thì rất là muốn
ổn định về gia đình, rồi lúc đó công việc anh sẽ nâng cấp lên, rồi về vấn đề mà nhà cửa cũng không phải là vấn đề khó khăn cho lắm. Em cảm nhận về chị gái, chị là một người với tính cách ban đầu thì rất là thật thà và cũng có xu hướng thiên về gia đình, nội tâm. Thì em cũng mong anh chị bấm nút và hãy trao cho nhau một cơ hội. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh trai. Bây giờ để cho hai người tự cảm nhận đi ha. Nào, mở rào. Chào em. Đó, rồi tặng quà nào, tặng quà nào. Đến chương trình này anh có món quà tặng em. Em cũng có món quà này tặng anh. Thế rồi anh cũng đeo đồng hồ, sao em đeo đây? Đồng hồ hả? Sao em tặng đồng hồ? Cái thứ nhất là em thực sự là cũng rất là thích đeo đồng hồ. Còn thứ hai là em muốn nếu như mà sau này mình có tiến xa với nhau á, thì thời gian sẽ làm cho mình biết trân quý nhau hơn. Anh cảm ơn em. Anh đeo anh ha. Hay sao? Sao không được. Rung quá anh ơi. Rung quá. Em tự tháo đồng hồ của em để cho bạn treo đồng hồ của bạn cho em. Tháo ra đồng hồ. Tay em rung quá. Rung hả? Bình tĩnh thôi chứ em. Cảm ơn em rung. Cảm ơn em. Cảm nhận đầu tiên khi gặp anh thì em thấy thế nào? Em thấy anh vui vẻ, nhìn có vẻ thật thà. À, rồi anh cảm ơn. Nhìn rất là đàn ông nha, mà rất là duyên dáng nha. Cái nét đẹp này là cái là nét này nét duyên ngầm á. Cảm ơn chị nha. Còn em nói luôn cái cảm nhận của em về cô bạn này đi. Cảm nhận đầu tiên khi gặp bạn gái trên chương trình này thì em thấy bạn gái này rất là xinh, dễ thương. Vâng anh. Hiện tại thì em đang dạy ở quận 9 đúng không? Dạ, hiện tại thì em là giáo viên mầm non. Em công tác ở trường mầm non Long Bình, quận 9. Là cũng gần nhà em luôn. À, là em quê là cùng Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, đúng rồi. Nguyên quán của ngày xưa của em là ở ngoài Thái Bình. Nhưng mà ông bà gia đình em là ở đây là từ xưa giờ rồi. Hẹn hò thế nào, trao đổi đi. Em nghĩ là cái thời gian trong tuần thì em có thể sắp xếp được vào cái giờ nào, ngày nào nhỉ? Thật sự là công việc em nhiều. Em thì đi dạy thì từ sáng đến chiều rồi. Xong rồi cái đến tối thì là em phải bán hàng online. Thế cũng bận rộn ha. Cho nên là bị ế đó anh. Bận có nên ế đó. Ngày thứ bảy là em được nghỉ làm, là em được rảnh. Còn chủ nhật thì em cũng phải đang đi học. Cũng không có thời gian. Cũng đi học nâng cao ha. Dạ đúng rồi. Có nhiều khi khách mà ship hàng là em cũng phải đi ship hàng nữa. Cho nên không phải là có nhân viên order cho mình đi ship hàng. Dạ không, em tự làm luôn. Tự làm, em tự chốt hàng, tự ship hàng, tự gửi hàng, tự làm hết. Nếu là mai một Tom hẹn hò thì công việc có thể anh đi ship cho em được. Dạ đừng có, em thích nè. Trời ơi, xinh quá. Ủa vậy chứ anh thích người phụ nữ sao? Anh thích mẫu phụ nữ của gia đình, con người là sống tình cảm, thiên về tình cảm, biết quan tâm chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình. Nhưng mà em thì tình cảm có đó, dịu dàng cũng có đó, nhưng mà em thì nấu ăn không giỏi, với lại nhiều khi em hay đi ra ngoài, công việc của em cứ phải đi nhiều á, anh thấy sao? Nấu ăn thì có thể anh nấu rất là anh có thể nấu được nhiều món ăn ngon. Điểm mạnh của anh là nấu ăn, anh cũng vẫn thích nấu ăn. Vậy là mỗi khi em đi làm về mà em chưa kịp đi vô bếp là em đã có món ăn rồi đúng tất không? Tất nhiên, ví dụ như vợ bần đi chồng có thể làm thay được mà. Nói chung là anh mọi việc trong nhà anh có thể làm được, điền được hay là tất cả mọi việc trong nhà. Nếu mà người vợ phụ nữ mà bần công việc thì chồng làm về sớm thì mình sẽ phụ giúp vợ thôi. Cái đó là chuyện bình thường không? Anh là mẫu người mình chia sẻ. Không phải là mình cứ nghĩ là cái phụ nữ là phải là dành công việc là gia đình là người phụ nữ, mà đàn ông cũng phải làm chia sẻ cho vợ mình chứ. Đó là người đàn ông biết suy nghĩ về gia đình. Rồi, chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hết đi luôn ha. Dạ rồi.
Rồi, cứ nắm tay nhau đi suốt con đường còn lại. Rồi sẵn đà rồi xin gọi là anh chị. Cho anh xin phép gia đình gái em cho anh hôn em một. Về đứa bán hàng online, đứa đi ship được hả? Dạ. Nhà hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, rồi, cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Chắc em nhớ không lầm là cũng già lắm em mới thích, tầm khoảng 3-4 tuổi rồi đó. Em có mang lên một cái mỏng em tự làm cũng không được ngon, khả năng hát của em cũng chắc là cũng manh nóc luôn anh. Có quý vị khán giả làm chứng là tôi đàn ông đích thực, tôi đàn ông đích thực. Khi chúng ta gặp đúng đối tượng mình có một chút bối rối, một chút thẹn thùng và đôi khi nói cũng không có gọi là tròn vành rõ chữ, rõ nghĩa nữa đúng không? Đúng rồi. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời đàn gái. Trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Em ơi, em giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh Quyền Linh ạ. Em xin tự giới thiệu ạ. Mình, em là Bích Lộc ạ. Em 29 tuổi, quê em ở Nam Định. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm bên nhân viên văn phòng ở bên tạp chí phát triển khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Rồi, em trai. Dạ, xin chào họ nhà gái ạ. Em chào anh Quyền Linh. Rồi em. Em chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Em xin tự giới thiệu. Em tên Lâm Hoàng Diệu. Năm ngoái em 31 tuổi. Quê em ở Bạc Liêu, hiện tại là em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em nói năm ngoái trước hay năm ngoái này? Nó gần lắm ha. Dạ rồi, để em nói lại là năm nay em 32 tuổi. Công tử Bạc Liêu đó hả? Không, chắc hồi đó chỉ có em ơi, ở đợi cho công tử. Sao mà cái tên nữ tính dữ vậy cưng? Hồi xưa bên nhà nội em á, là đặt tên cho các bác, các cô chú là cái vần đầu là GD. Bác hai em là tên Định, ba em tên Diện, Dẫn, Điền, Đông. Khi đó thì đặt tên em kiếm phần GD không ra nữa. Không biết là ông nội hay ba tra lên cái lịch sử sao có cái tên Hoàng Diệu cái đặt cho em luôn. À, những người tên Diệu anh thấy rằng trắc trở về tình yêu lắm á. Còn em á, không biết trắc trở không mấy mối tình rồi. Dạ không, em tình của em thì cũng vui lắm. Tình yêu của em thì trường kỳ kháng chiến. Là sao? Làm yêu đó giờ em có người một 10 năm. Em ơi, xem nhẹ nhàng say đắm quá vậy em. Ta đang dịu mà. Cái gì? 10 năm sau chia tay vậy dịu. Trong cái giai đoạn đó có khoảng thời gian là em lên Đà Lạt làm 2 năm. Có những trục trặc tình cảm. Nhưng mà sau đó thì gia đình bạn đó thì ba mất. Thì sau cái tan 3 năm thì bạn bắt đầu có những cái định hướng thay đổi. Hình như nhắc mà ấy em vẫn còn cảm xúc về tình yêu đúng không? Dạ không. Ban đầu thì nói chung là em là sống là nặng, rất nặng tình cảm. Em biết thích phụ nữ từ năm mấy tuổi? Dạ chắc em nhớ không lầm là cũng già lắm em mới thích, tầm khoảng 3-4 tuổi rồi đó. Em thích như thế nào? Hồi cái thời của em hay chơi nhà chòi lắm. Mấy bạn ở đây mà nếu có lứa tuổi cùng em chắc sẽ hiểu. Trời ơi, chơi nhà chòi tôi thích lắm, người ngủ luôn trong chòi luôn á. Dạ đó đó. Sao? Thích nữa. Sao? Thì lúc đó là chơi nhà chòi với bạn nữ. Thì nói chung kỷ niệm mà em nhớ nhất với bạn đó là nụ hôn đầu đời của em trao cho bạn đó. Ôi, giao cho bạn đó nữa. Chị của em phát hiện, em mắc cỡ với em trao luôn được không thứ hai? Là luôn, đúng là bạn đó luôn. Dạ. Rồi đến mấy tuổi thì hai đứa chia tay? Dạ, cái khoảng chia tay em không nhớ. Rồi sau đó là có
Dạ em cứ chơi nhà chòi với khi nào lớn lên cái tự thấy mắc cỡ nghỉ chơi là chia tay. Vậy đó rồi, hả? Trời mối ơi. Tình mà 10 năm có chơi nhà chòi không? Dạ không. Hay là chơi nhà khác. Vậy bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ em thì tính ra mối tình chính thức của em có 2 mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên của em là từ năm em học lớp 11. Sau khi em ra trường được 1 năm thì em đi làm, em quen anh đó cũng được có 1 năm thôi. Có một cái em không thích của anh đấy nhất là ghen. Mà ghen quá luôn. Lúc nào mà giả sử anh đấy mà gọi điện thoại cho em hay nhắn tin cho em mà em không có nghe á, là anh đấy sẽ nghĩ ra đủ lý do là chắc em đang đi chơi với ai hay làm gì với ai, nên là em chịu không nổi, thế nên em chia tay. Em sao, em có ghen dữ vậy không em ơi? Hồi đó thì em ghen lắm mà bây giờ bớt rồi. Giờ có con yêu đâu ghen. Thôi bây giờ mình nói cho nhau nghe cái ưu điểm khuyết điểm đi. Em thì ưu điểm của em cũng ít, biết nấu ăn chút rồi. Khuyết điểm em khuyết điểm. Dạ khuyết điểm luôn. Ủa ưu điểm còn không, kể nhanh nhanh lên đi dịu quá. Dạ. Dạ thôi em qua khuyết điểm luôn đi. Thôi. Khuyết điểm có không? Dạ có, khuyết điểm của em đó thì hay ăn vụng lúc người ta đang nấu. Em thì nói chung là trong công việc em hơi nôn nóng. Ở đây không phải mình em ăn vụng đâu, mà có bạn anh bên kia ăn vụng số 1 luôn. Lên ơi, qua đi, qua chuyện khác đi. Qua đi. Chị hỏi nè, em có mít ướt không vậy? Dạ không chị. Có ai khóc không? Dạ không. Vậy hả? Mà khóc thì cũng không ai hay. Vậy khóc hả? Trốn không à? Chia tay bạn gái em có khóc không? Dạ cái này thì khai thiệt là có. Khóc dạ. Mấy ngày mấy đêm? Dạ không có tính đêm, chỉ tính tháng. Có gì đấy? Rồi em, ưu điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là hiền, vui tính, hòa đồng với mọi người và luôn biết quan tâm chia sẻ với mọi người trong công việc. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em thì em thực sự là tại em có mang lên một cái móng em tự làm, nhưng mà thật ra cái khả năng nấu em ăn của em cũng không được. Ý là nó chỉ có một số món thôi á, chứ thực ra nó cũng không được ngon. Khả năng hát của em cũng chắc là cũng banh nóc luôn anh. Thế mà ăn chừa lại cho chị 4 cái nha em ơi. Nó 6 cái, chừa lại chị 4 cái. Cái đó tặng đàn trai để đàn trai hưởng thôi. Đâu ra vậy? Ta chia của trước rồi đó nghe. Tặng cái này đồ ăn đàn bà mà khùng. Ủa đàn ông cũng ăn được vậy? Không. Bạn bên kia bản quyền dịu quá, em có thấy hơi ngại ngùng không? Cái này em chưa tiếp xúc nhưng em nghe thấy giọng em cảm giác nhiều. Mít ướt mà kiểu nó yếu yếu không sao? Yếu yếu đúng không? Dạ. Sao mà đàn ông được rồi? Trời ơi. Em cũng có một dạ, cái em tại đàn ông lắm ạ. Em đàn ông dữ không? Có đàn ông lắm. Chứng minh được không? Chứng minh dạ, luôn được. Đi anh. Sao chứng minh sao nè? Em đàn ông lắm em. Trời ơi. Em phải chứng minh bằng hành động giống như là đàn ông em mạnh mẽ không có được. Hôm nay đến với chương trình đó thì có quý vị khán giả làm chứng là tôi đàn ông đích thực. Tôi đàn ông đích thực. Đàn ông đích thực. Được rồi nè, trước tôi khi nói... gặp ở đàn gái tôi thử coi món quà đàn gái coi sao. Tôi mời nhà trai thử đi. Bây giờ em là chú rể tương lai, em thử coi bên vợ tương lai em làm nước mắm thấy cái hình thức là ngon rồi đó. Ngon. Cho anh hỏi em cái là em có đăng ký an toàn thực phẩm chưa? Dạ cái này em mua bên siêu thị anh, thì có người ta có kiểm định chất lượng rồi đây, nên anh cứ an tâm đi, không có thôi sao mà, hết đâu anh. Nói chung vậy anh hỏi em là để cho vui chứ có chết vì em thì cũng được. Trời ơi. Chưa. Ăn đi cưng, ăn cho thỏa lòng mong ước. Ngon. Có chừng rớt con tôm kìa. Cái thơm đậm đà. Cái con tôm nó còn tươi á. Ngon, rau sống nó tươi, nó giòn á. Có chừng rớt nước mắm ở đây. Đi xuống dưới đó ăn xong rồi cất đó đi để chừa cho tôi đi, nhanh đi. Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Nói chung là em thích phụ nữ là phải chân thành, rõ ràng trong tình cảm. Nên em không thích ở phụ nữ những cái tính ngược lại tính đó. Em rất là chân thành luôn. Em rất là chân thành đó, nghe chưa? Cái gì vậy? Nước mắm ngon quá. Trời đất ơi, húp luôn nước mắm rồi kìa, trời ơi là trời. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Em thích cái mẫu người nó na ná như là Ninh Dương Lan Ngọc á. Cái gì Ninh Dương Lan Ngọc á? Cá tính sắc sảo thông minh. Sắc sảo thông minh. Mắm ngon nó cay đã, đồ ông hồi luôn. Chào em gái. Dạ em chào anh. Không, xác định là em có thể mở cái quán gỏi cuốn được rồi đó. Bây giờ là mong muốn về một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Thì em mong muốn ăn đi cao khoảng cho em tầm 1m7. Có. Có luôn ạ. Ừ. Dạ
Mập một chút xíu cũng được. Mập nhưng mà bụng đừng có bự. Có bự không? Tiếp về là em thích con trai mà có lông, lông chân chút xíu. Lông. Trời ơi, ngay trước mặt em đó. Đàn ông có lông kìa. Trời ơi. Một chùm. Nam tu nữ nhủ, đó là cái tiêu chuẩn của ông bà mình đặt ra là cho một sao? Người đàn ông và một người phụ nữ. Đàn ông là phải có râu nhiều nè, lông tay lông chân nhiều nè, lông mày rậm giống như anh Quyền Linh vậy đó. Em thấy em cũng thích nhiều lông á, con đó. Trai đó nhiều gì nó đã, đã thiệt luôn á. Nói chung là bản lĩnh đàn ông ở đây có hết, chỉ có điều hơi dịu chút thôi. Không, em không thích dịu, dịu dịu vừa thôi chứ dịu quá, nhiều khi người ta lại tưởng lộn là nó cong cong anh. Rất đàn ông luôn. Dạ, anh tại anh tại tại nãy giờ anh làm cho nó vui vậy, nó đó vui. Thế thực chất nó như vậy ý. Anh nói y như em nói. Không, bây giờ vậy đi, em đi với ai à? Em đi với ai? Dạ em xin giới thiệu, em đi cùng với dì của em rồi con của dì và sếp của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh ạ, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Chào nhà gái. Tôi là dì ruột của cháu Bích Lộc ạ. Hiện nay cháu Bích Lộc đang là sinh sống cùng với gia đình chúng tôi tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là cháu trai ấy, thì nhìn thì cũng ngoại hình thì cũng tương đối là đồng nhất với cháu gái của tôi. Rồi còn cái tính tình của tôi thì nói chung là cũng vui vẻ hoạt bát. Cô tôi xin hỏi thêm là hiện nay là cháu đang ở quận mấy? Nhà cháu ở Gò Vấp. Tức cháu... là cháu có nhà riêng cho hay là cháu vẫn... Cháu ở với nhà cô của cháu ạ. À rồi rồi. Ngồi mà nghe các cháu mà trao đổi thì cô thấy là gì, thấy là cũng hai cháu là... sẽ đến với nhau tương đồng. Thứ nhất là về cái tuổi tác này, về hình thức này, rồi cái công việc thì hai cháu đều ở thành phố Hồ Chí Minh cả, thì nói chung là nó có cơ hội để mà dễ mà để mình có những buổi hẹn hò tiếp theo. Rồi cảm ơn dì Cổ Lộc ha. Một bên là ở nhà cô, một bên ở nhà dì, tương đồng cũng quá. Cũng hợp lý. Diệu đi với ai Diệu? Hôm nay em đi với ba của em, một ba người hả? Em gái, một người em họ. Ba với em gái. Rồi chào chú. Con chào chú ạ. Xin chào là Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là cha của Hồng Diệu. Tôi là Lâm Hoàng Diện. Hồi 7 tuổi đến học, từ 7 đến học lớp đại học thì đồng Diệu cắt là có hiếu với cha mẹ ông bà, là nhiều khi là chăm lo cho là anh chị em, nhất là đặc biệt là thương con nít. Thương nít lắm, thấy nít là thương dữ lắm. Tôi thấy là cháu gái này cũng được, thì tôi mong rằng làm sao là cho hai đứa, hai con là làm sao là được bấm mút với nhau để tìm hiểu nha, đi đến hôn nhân. Dạ. Yeah. Cảm ơn chú. Rồi, bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Em chào anh, em cũng có món quà tặng anh. Em tặng một cuốn sách nấu ăn và một cái tập về, tại vì cái mức độ nấu ăn của em cũng tương đối là ngon vừa vừa, nên là em muốn sau này khi nếu chúng ta mà có cơ hội đến bên nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau nấu những món ăn theo cuốn sách này. Em có thể đeo trên cái tập về này luôn được không ạ? Bà dịu, nó còn dịu hơn. Ai tên Diệu đeo tập về vô. Đúng là Diệu. Dạ. Ôi vi diệu. Hôm nay đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Anh muốn cái giá trị món quà đem lại cái hơi ấm trong tim em mà. Dạ, em cảm ơn anh. Nè em có thích con trai miền Tây không? Dạ có, em yêu thích. Em có thích cải lương không? Dạ có luôn. Một bài cải lương Diệu. Anh hát đi anh. Trời ơi một lá trầu xanh cũng nặng hoằng trên đôi vai bé nhỏ, nên gánh tình duyên đã gãy đổ từ bao giờ. Anh dự định là sinh mấy đứa và anh thích con trai hay con gái? Anh thì nói chung là con cái anh không có quan trọng vấn đề mà trai hay gái, em sinh ra là anh đều thích mà. Vấn đề là anh thích con gái đầu lòng. À đúng rồi, em cũng thích con gái đầu lòng mà em thích hai đứa con gái và một đứa con trai lận. Em có ngại vấn đề mà người Nam người Bắc không? Dạ không, cái về cái quan niệm Nam Bắc của em thì em cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ em đã vào trong đây rồi á, thì có lẽ là em cũng muốn mình sống trong đây. Em hôm nay đến em cảm nhận anh như thế nào? Dạ em cảm nhận anh cũng gần như cái suy nghĩ của em. Nói chung là
Chân anh có lông không? Không cưng mà, thấy cưng mà. Người ta rất là thực tế, ta thích người đàn ông có lông. Lại gần cho ta coi có rõ không? Mở lên nè, xong lại coi đi. Lông là phải có gần gần mới thấy. Thấy chưa? Dạ thôi em thấy hé hé được chút xíu, chắc là có rồi anh. Hé hé rồi hả? Dạ dưới này có, chắc trên có ra. Dưới nào có? Dưới chỗ chân á. Đây. Đó, rồi, à, rồi, đúng rồi, ý luôn. Đã luôn anh. Cái này là em chỉ thua anh Quyền Linh chút xíu thôi à. Ủa, lý do em thích vậy là... Tại vì em thích con trai giống như chị Hồng Vân có nói á. Thì con trai vậy giống với manly mạnh mẽ, tiền bạc trong gia đình á. Thì anh muốn người nào sẽ giữ cái đó là như thế nào? Anh nghĩ là cái vấn đề giữ tiền nó cũng không quan trọng, mà vấn đề là niềm tin mình cho nhau thôi. Anh khẳng định cho em một câu đi, sẽ em... Em tin anh không? Bây giờ thì em chưa biết em có tin anh hay không. Nhưng mà sau nãy thời gian thì em có lẽ, nhưng mà em vẫn muốn anh chốt cho em một câu đi. Thì em muốn giữ thì anh cho em giữ thôi. Ok, em nhờ em hỏi đủ rồi ạ. Anh có muốn hỏi gì về em nữa không ạ? Thôi mình bấm nút đi. Thôi mình bấm nút đi kìa. Yeah. Cảm giác đây sẽ là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rất chân thành. Hay quá. Nắm tay nhau nào. Đó. Và những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Và một nụ hôn đầu tiên. Hôn dương hết nha. Hay quên anh, đôi khi hay quên lắm. Hối thúc em việc gì là em sẽ quên việc đó. Tình yêu của em là thật thà quá. Thật thà quá hả? Em có một mối tình ở khách sạn anh. Chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên, rất là dễ thương, cũng rất là vui ha. Không chần chờ gì nữa, chúng ta phải gặp ngay cặp đôi thứ nhì. Hôm nay Vân thấy là nhiều cái thú vị sẽ xảy ra. Rất là vui rồi đó. Bây giờ thì xin mời cặp đôi tiếp theo. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, bây giờ mời nhà gái này, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Bình Út. Năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em kinh doanh online về giày và nước hoa. Em gia đình em hiện tại là có 15 anh chị em. Em là kế Út nên em tên là Bình Út. Là em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận 8. Bình Út, 15 anh chị em đó, người ta là áp Út là thứ 14 đó. Anh gì ơi. Dạ. Rồi giới thiệu về mình đi em. Lần tiên xin chào các bạn với trường quay. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Bảo Di. Năm nay em 36 tuổi. Nhà em ở thành phố, nhưng mà nhà em ở thành phố ở quận 10. Công việc của Bảo Di? Công việc của em là hiện giờ em đang hùng với một người bạn mở quán cà phê ở quận 7. Thôi, em nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của em cho đàn gái người ta nghe đi. Điểm mạnh của em là hòa đồng, dễ chịu và biết quan tâm chia sẻ người khác. Còn điểm yếu của em là hay quên anh, đôi khi hay quên lắm. Có nghĩa hối thúc em việc gì là em sẽ quên việc đó. Mà không hốt thì thôi, làm từ từ sẽ từ nhớ. Từ từ nên sẽ nhớ. Mời đàn gái. Em sao em nói về cái dạ. Điểm mạnh điểm yếu mình. Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Rồi còn điểm yếu? Điểm yếu của em là thật thà quá. Thật thà quá hả? Dạ. Nghe bạn kia bạn nói bạn hay quên á. Có khi nào mai mốt mà hẹn hò với em mà quên luôn giờ dạ, giấc cái không? Đó để em nhắc. Em có những cái sở thích gì đặc biệt không? Dạ em thích thể thao. Em thích du lịch. Thì về thể thao thì em chơi môn cầu kiển. Đá cầu á phải không? Dạ đúng rồi. Vậy hả? Còn về du lịch thì em đi, em rất thích đi rất là nhiều nơi. Em thích như vậy. Nên em cũng muốn người bạn của em cũng thích cùng sở thích của cùng em. Cùng sở thích. Đợi chút xíu nữa mình hỏi nha. Chút xíu nữa em mở rào ra em hỏi liền. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình ở khách sạn anh. Em có một mối tình ở khách sạn anh. Mối tình ở khách sạn hả? Không phải. Là mối tình là đó em làm khách sạn á, là bạn đó làm chung. Có ở trong khách sạn không? Dạ có ở trong khách sạn à. Ở khách sạn. Lâu không?
Em quen với tình đó cũng được 6 năm anh. 6 năm? Wow. Vậy là chắc chắn có đêm ở khách sạn. Không có. Có không? Dạ không có. Có trực đêm không? Có trực đêm anh, tại em đó em là lễ tân. À. Tất nhiên là có trực đêm. Bạn kia là gì? Bạn kia là làm phòng, làm phòng là dọn dẹp phòng rồi đó. Em có vô vụ phụ dọn dẹp phòng không? Có. Có phụ dọn dẹp phòng? Có luôn. Có hai đứa ở trong phòng không? Dạ cũng có luôn anh. Có nắm tay trong phòng không? Có. Có hôn trong phòng không? Có hôn trong phòng luôn anh. Gì nữa không? Dạ không, cái đó chưa có. Thôi, thật tình dễ sợ luôn đó. Lý lịch tình yêu là 6 năm một mối tình ở trong phòng. Nhưng mà sao mà yêu nhau 6 năm mà bỏ nhau uổng vậy trời? Nói chung thì lúc đó em chuyển một công việc khác nữa. Với lại bạn đó tính tình cũng hơi hờn dỗi nữa. Sao ta giận dỗi chứ có gì đâu. Mà giận dỗi thường thường giận lâu lắm anh. Tôi mới giận có khoảng đâu tháng mà. 6 năm mà không hiểu nhau. Dạ. 6 năm có lần nào vượt rào không? Không có anh, tại vì bạn đó cũng kỹ lắm. Tại em dám đề nghị. Em ở thành phố thì muốn lập gia đình, trong tay mình có tiền. Tại vì sao? Mình muốn lo cho cái người mình yêu thương á là phải tuyệt đối. Ừ. Cái về trụ cột với người đàn ông nó nặng hơn anh, chứ không phải là kiêng một người về phụ nữ. Trụ cột rất là nặng. Bây giờ mình muốn hỏi như thế để chứng minh được là đàn ông người này rất là đàng hoàng. Thấy chưa? Tôi nghe nhà gái bên tôi thấy ưng rồi đó, ưng rồi đó. Chứng minh cho đàn gái bên đàn trai là số 1 luôn. Còn mình sao nè, mình nói cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì chưa có mối tình nào thật, chỉ có coi tìm hiểu thôi, chưa có mối nào tình nào là gọi là chính thức. Em á hả? Dạ. Thiệt luôn á hả? Dạ. Tức là tìm hiểu mấy người, một người hay là? Dạ không, tức là có mấy anh cũng thương nhưng mà mình tìm hiểu thì mình quan sát á. Thì chưa thấy rung động nên chưa có mở lòng. Em không có rung động, nói thẳng ra là chưa có người yêu luôn, đúng không? Dạ được. Bên đây còn dưới kèo bên tôi nữa nha. Em á là tìm hiểu 6 năm chưa vượt rào, một mối tình rất trong sáng đúng không? Yeah. Nhưng mà em còn biết yêu là như thế nào. Yeah. Còn bên đây là người ta chưa có mối tình nào luôn. Em vui hay là em hồi hộp hay là cảm giác em khi mà em tiếp nhận cái điều đó, cái thông tin đó như thế nào? Nói chung em cũng có cảm giác là vui. Bản thân em á, một khi em yêu á là em sẽ lo lắng và yêu thương người đó rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà nói chung thì thôi, khi quen nhau cũng có đôi lúc hờn dỗi hay này nọ đó thì cũng phải giận, giận ít thôi chứ mà giận nhiều. Đừng giận nhiều mệt mỏi đúng không? Lắm. Có nghĩa là đừng có nhõng nhẽo quá đáng đúng không? Dạ, rồi đúng đừng rồi. Có giận hờn quá lâu. Dạ đúng. Em có giận hờn rồi có nhõng nhẽo không? Dạ không. Em có sao nói vậy. Ừ, có sao nói vậy, người ơi lật bài ngửa luôn đúng không? Dạ. Được, được cũng được thì đó. Thôi. Vậy là hợp rồi đó. Tại vì bạn này bên đây là bạn rất mạnh mẽ. Ừ. Em còn mong muốn gì ở người bạn gái của mình nữa? Về sắc vóc thì như thế nào? Nói chung thì em cũng rất là dễ nhìn được một chút. Cao thì em cao tới 1m7 thì người đó cũng phải cần 1m55 đủ lên. Em mét nhiêu? Dạ em trên 1m55. Ờ đó, ngon lắm. Rồi, vậy là được, anh thấy đàn trai là hơi bị ngon rồi đó. Cho bên gái tôi mà không dạ, ngon. Dạ em chào anh ạ. Trời em gái trời. Dễ thương, rất là xinh xắn, nụ cười rất là tươi luôn á. Dạ. Em, thí dụ giờ hai đứa gặp nhau mà hiểu nhau rồi thì khoảng bao lâu thì em có thể cho đàn trai bước tới? Dạ ít nhất cũng 1 năm. Ít nhất 1 năm ha. Dạ. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của người bạn trai của em là gì? Dạ mẫu hình lý tưởng người đàn trai của em á là vui vẻ, nhiệt tình, biết trách nhiệm, biết san sẻ. Ừ. Và nhất là phải biết hiếu thảo. Được không em? Được anh. Được ha. Cái chuyện đó là ok. Anh nghĩ đàn trai làm được. Nhưng mà đừng lăng nhăng là được. Không có lăng nhăng, cậu cũng 6 năm. Cái người đó là không có lăng nhăng. Ừ, thấy bây giờ phỏng vấn 6 năm mà không có dám gì hết trơn. Là đúng là không lăng nhăng đàng hoàng đó. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh chị và cháu với em của em. Anh chị ruột á hả? Dạ. Rồi, xin mời gia đình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bạn trai bên đây. Và quý vị khán giả, em là chị Bảy của Bình Úc. Chị Bảy luôn hả? Em thấy thì bạn trai bên đây thì cũng ok, cũng thật tình. Thì đến đây cũng là cái duyên rồi. Em của chị thì nó cũng hiền lắm. Chị cũng muốn cho hai em có một cơ hội với nhau để tiến xa hơn. À, cảm ơn thằng gái. Anh trai đi với ai? Em đi với chị họ của em. Chị họ ha. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả, chào hai MC Hồng Vân và Quyền Linh. Duy ở bên này, cái em gái bên này cũng dễ thương lắm, có duyên lắm. Quá trời dễ thương á. Dễ thiệt lắm. Thấy hai đứa cũng hợp lắm á, nên tạo cơ hội cho nhau đi. Thì ở đây ai cũng thấy được điều đó cả. Thì hai em đều đó. Hiền à, hai đều hiền cả. Mở rào. Chào em, tặng em
Nhà bọc này tựa như thiên thần. Dạ, em gửi anh đôi dài. Thử dài đi, dạ. Đưa ôm này cho. Đó. Mang có vừa không? Đôi dài này với ý nghĩa là anh có thể cùng em đi du lịch, đi đây đi đó cùng nhau để cảm thấy nó ý nghĩa hơn. Vì xưa nay giờ em đi du lịch cũng một mình nhiều. Anh cũng thích đi du lịch. Thì em không biết anh có vừa không nhưng... Mở ra đi cưng, mở ra đi. Dạ. Cưng. Này anh mang số 42 em. Dạ này 41 anh. 41 chắc không vừa. Nhưng yên tâm đi em sẽ đổi lại cho anh. Em xin tặng anh ạ. Rồi rồi, cảm ơn em. Rồi hai đứa ngồi tâm sự đi nào. À, trong lần đầu mặt này em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh ok. Hiền lành, vui vẻ, cảm thấy ấn tượng. Nói chung thì anh hồi đó giờ anh cũng ít có quen ai và thương ai lắm. Nhưng mà anh quen anh thương thì anh thương rất là tình mà lo lắng yêu thương chăm sóc. Thì khoảng đó thì anh nói thì anh đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Yeah. Em thấy anh là cũng đạt 90% là yêu cầu của em đã hình tượng ra. Thì em cảm thấy có cái gì đó nó vui vui. Hai đứa bàn tính coi thế nào, dù giờ mình góp gạo thổi cơm chung thì khoảng bao lâu, kinh tế như thế nào. Nói chung mình muốn tiến tới hôn nhân thì cũng phải có thời gian em. Yeah. Tại vì mình cũng phải có một cái chút vốn rồi mình mới làm đám cưới. Anh nghĩ nhà đa số người gái cứ muốn lấy chồng thường thường là muốn sống riêng, ít muốn sống với mẹ chồng. Không, nhưng với em là em thích sống chung. Em thích sống chung hả? Tại vì đông là vui. Anh em của em cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Mình biết cách cư xử là mình vui hết tất cả mọi bên. À, anh có một cái sở thích là hay nghe nhạc. Em có nghe nhạc không? Dạ có. Em nghe những loại nhạc gì? Em thích nhạc xưa nè, nhạc bolero nè. Đó, anh biết hát những cái bài nhạc. Dạ. Đó. Vậy anh có thể tặng em một bài hát được không? Đúng rồi, tặng luôn đi. Tặng qua tặng lại đi. Anh sẽ tặng em bài hát rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trúc Phương là bài Chiều Cuối Tuần. Anh thích bài đó. Em bài bạn gái hát luôn. Em ơi, tôi lên đường phố cũ gặp em chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần, vì hơn mấy lần vắng em trời kinh đô, nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quen ai khi người tôi mến nằm trong lòng tay rồi. Em ơi, dù hai chúng mình mong chỉ có thành biết nhau chiều hôm nay, xin nhớ mãi về sau này. Thôi mình đáp lại luôn đi em. Hay quá. Vậy em xin gửi anh một vài lời thôi. Dạ. Của bài hát Sao Chưa Thấy Hồi Âm. Theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần, đời hồi âm chưa thấy. Anh ơi nhớ dần đây, còn có em đêm ngày, hằng thương nhớ vơi đây. Từ lâu đành xa vắng, đời trăm ngàn cay đắng, hỏi anh có hay chăng. Mỗi mòn đợi hồi âm, thềm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Ôi em hát hay quá. Tim mình đặt lộn xạ hết trơn. Giờ em gái chơi cầu khiển đó. Dạ. Em có thể biểu diễn một chút xíu cho bạn trai xem đi. Dạ thì em xin phép diễn một vài bộ của cầu khiển. Hôm nay không có đợi đem cầu nên em xin phép diễn bộ thôi. Bộ cầu kiển của em nó sẽ như thế này, như là mình đá từ ngoài sau ra ngoài trước. Gà. Nó là như vậy. Tức là mình quăng vậy là mình lấy cái chân mình đá. Dạ, đá từ ngoài sau ra ngoài trước. Đá cầu kiển là rất là nghệ thuật luôn á, rất là đẹp luôn. Mỗi lần mình đứng xem đá cầu kiển mình rất là thích luôn. Mọi người đá đó là rất cái môn thể thao đó. Em thường chơi. Dạ em hỏi anh có thích thể thao không ạ? Anh thích thể thao nhưng mà anh chỉ biết quýnh cờ thêm. Dạ được, em có biết quýnh cờ. Em quýnh được cờ ốp không vậy? Dạ cờ nào em cũng quýnh được. Rất là điềm đạm. Tại vì về thể thao thì đa số em đều biết nên em có thể chơi cùng anh. Em gái thật là duyên dáng luôn hả nha. Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì mình nhìn đối phương, mình cảm nhận trong lòng mình thế nào, mình nói rút ruột rút gan ra ha, không cần hoa mỹ, nói như cái gì mà mình đang suy nghĩ. Anh tới đây thì anh cũng muốn tìm một người bạn gái. Nói chung thì
em cũng ok, tại vì tính ra đó hồi nãy em hát cái bài đó làm cho anh thích những người mà hát được nhạc bolero. Nếu như mà em cảm thấy được thì chúng ta cho nhau cơ hội và tìm hiểu lẫn nhau. Dạ. Nếu được thì anh và em có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu được thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi, hết thời gian. Để tay trái vào nút bấm. Dạ, đếm đi ha. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta đừng ngại ngần bấm nút. Và bấm nút phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút không phải mình hẹn uống cà phê, mà bấm nút để tiến xa hơn nha. Rồi, sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân. 1 2 3 Hết trời, thời gian. Trời, tôi nghe hai cái tiếng cạch tôi đã quá ông nội ơi. Hai chúng mình hai đứa đã rồi. Nắm tay nhau đi. Đó, nó rối chân rồi. Không biết xem sao. Rung thiệt luôn á. Rung thiệt luôn á. Em nói với các anh các chị cho phép em được đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi gò má của Úc. Nha. Của Úc. Bình nha. Em xin phép bên đàn gái cho em được hôn bé Úc.